cầu phúc lành phát sanh. Sa thú đành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi thực kinh lễ bái tam bảo Nam Mô Bích Thai giá. Thành kính đảnh lễ ngài hòa thượng Tệ Siêu, và chúng con cũng cung thỉnh ngài hòa thượng Tệ Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ con kính dâng mít đến ngài và cảm ơn hoan được. Kính thưa quý vị, trong vết công của Quảng Dương thuyết pháp độ đời của Đức Phật, ngài cũng có gặp những cái trường hợp như người ta chặn đường đi cấp thực của ngài, chuyện vua thị giác sắp bậc của tháng, hay là chuyện nàng côn đồ chửi mắng đón đường Đức Thế Tôn đi khất thực, như chuyện Thứ Phi Magadija, hoặc là như chuyện ở trong bài kinh này ma ám khiến người dân không cúng dường. Trong mọi hoàn cảnh, Đức Phật vẫn an nhiên với tất cả và nhìn tất cả chúng sanh với lòng bi mẫn thương xót. Bởi vì Đức Phật là một bậc giác, ngài đã vượt khỏi những cái thường tình hữu tư hữu của thế gian, của phàm phu. Thì cái chuyện có hay không có vật chất không phải là chuyện lớn. Cho nên khi mà ác ma đón ở ngoài đầu làng và hỏi ngài đi khất thực như vậy ngài có đói không, nếu mà bây giờ ngài trở vào lần thứ hai thì dân làng họ sẽ cúng dường. Thưa quý vị, thật là ác ma, thật là bán bổ. Khi nói như thế, mà đối với Đức Phật thì là cái người như thế nào mà hắn không biết, không hiểu. Hắn tưởng là như vậy thì Đức Phật ngài sẽ nghe theo, sẽ làm theo. Và khi đó hắn có cách để mà trêu chọc Đức Phật nữa, nhưng mà đối với Đức Phật thì ngài thản nhiên. Ngài chỉ nói rằng quá duyên phận sự phải hành, dù không Phật thực tâm lành vẫn vui, pháp hỷ thiền định có rồi, chúng ta an lạc như trời phẩm thiên. Rõ ràng là cái thái độ của đứng hoàn toàn giác ngộ là như vậy.
Hôm nay về kinh này thật là thú vị. Khi mà chúng ta lập được cái giai thoại, và bây giờ thì chúng tôi sẽ nghe đọc cái bài kinh, đọc chánh kinh trước, và sau đó sẽ cùng thỉnh pháp sư. Hôm nay thì là ngày thuyết giảng của Thượng tọa Pháp Đăng, nhưng mà không hiểu, không biết sao tới giờ này Thượng tọa Pháp Đăng không có mặt. Vậy thì xin cung thỉnh Hòa Thượng Chất Đẳng điền phiếp cho được hay không. Hôm nay thật ra thì chúng tôi cũng mới vừa thuyết pháp cho các hội chúng ở cái chùa Viên Giác, mặc dù chúng tôi không có trực tiếp lên trên cái điện mà chúng tôi ngồi ở dưới phòng chúng tôi thuyết pháp thì nó cũng mệt giống như là lên trên điện thuyết gì. Cho nên dạ xin cảm ơn sư đệ rất là hoan hỷ chúng ta đã có pháp sư rồi, đã có giảng sư. Bây giờ xin mời cô Như Pháp đọc cho bài kinh này. Nam mô Bụt Thầy. Sau này xin đề nghị cô Như Pháp đổi cái nickname lại để là Tôn Nữ Như Pháp đi, bởi vì mỗi khi mà sư nhìn cái tên sư hay quên, cứ gọi là cô Diệu Quỳnh. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Ngài Tự Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn cô Hoa Nguyệt cho nhiều pháp biết được tín hiệu. Dạ, trước ai con kính bạch Ngài và sư phụ cũng như chư tôn đức và đạo tràng. Dạ, con cả đã làm đích như pháp rồi bạch Ngài, nhưng mà nó khổ nổi là nó không cho con dùng cái bao thuốc cũ, mà nó bắt con phải dùng bao thuốc mới. Mà con mà làm anh si á, rồi con làm bài, con bớt bài á, mà con dùng cái bao thuốc mới á, nó vừa chữ đen mà vừa chữ nhỏ, mà mắt con thì cũng hơi kém rồi, nên là con không dùng được. Dạ, nếu mà con mà dùng như vậy á, thì thực sự con rất là leo nheo và khi đọc bài cũng như khi mà làm bài. Nên con thành tâm sám hối với Ngài Hòa Thượng cũng như sư phụ và đạo tràng. Con đã lập nít rồi ạ. À, con lập nít rồi, con làm rồi, nhưng mà nó không cho con dùng cái bao thuốc cũ này. Dạ, nên con xin sám hối, con dùng tạm một thời gian nữa, nó có giúp cho con được hay không. Đêm đêm con vẫn, dạ, con vẫn phải đổi nít, mà nó cho con cái bao thuốc mới. Nên con kính mong quý Ngài và đạo tràng hoan hỷ cho con. Dạ, bây giờ thì con xin phép được đọc bài ngày hôm nay ạ. Bài 8, thức ăn vật chất, thức ăn tinh thần, kinh đồ ăn khất thực, binh đá xuất tăng. Chương 4, tương ưng ác ma, phẩm thứ 2. Đức Thế Tôn và Chư Tăng đi khất thực một phần, vì thực phẩm bộ nhật. Một phần để tạo duyên lành cho chúng sanh. Khất thực đúng nghĩa là lối sống chánh mạng của đời sa môn không rời xa quần chúng. Trong cuộc sống tu hành thì chuyện no đói là bình thường. Một khi đã không thủ đắc tư thì chuyện có không hẳn không hẳn. Chuyện có không hẳn không là chuyện lớn.
Đức Phật trong sự kiện này đã nói lên một ý khác là thức ăn tinh thần. Hai pháp hỷ của thiền định cũng là một thứ dinh dưỡng. Chư Phật có gặp những trường hợp người ta chặn đường đi khất thực như chuyện vua Thiện Giác, hoặc thê con đồ chửi mắng như chuyện hoàng hậu Ma Gành Đi Già, hoặc như chuyện trong bài kinh này, ma ám khiến người dân không cúng dường. Phật an nhiên với tất cả và nhìn tất cả với lòng bi mẫn thương xót muôn loài. Kinh văn: Một thuở Đức Thế Tôn trú ở Ma Gành Thá tại Ban Xà La, một làng Bà La Môn bây giờ làng Ba La Môn Ban Cha Xà La, có lễ hội tình giữa những người thanh niên thiếu nữ. Vào buổi sáng, Đức Thế Tôn đắp y mang bát cùng y kép vào làng Ban Cha Xà La hóa duyên. Bây giờ những gia chủ Bà La Môn trong làng bị ma ám với ý nghĩ đừng để ông Gotama nhận đồ ăn khất thực. Đức Thế Tôn đã đi vào làng với bình bát trống sạch và trở về cũng như vậy. Rồi ác ma đi đến Thế Tôn, đến nói với ngài: Hỡi Sa Môn, ngài có nhận được đồ ăn khất thực không? Này ác ma, có phải ngươi làm cho ta không nhận được đồ ăn khất thực? Đúng vậy, bạch ngài, Thế Tôn hãy đi vào làng Bà La Môn Ban Cha Xà La lần thứ hai, và tôi sẽ làm để Thế Tôn nhận được đồ ăn khất thực. Thế Tôn: Ác ma tạo ác hạnh để chống phá Như Lai, ngươi thật sự nghĩ rằng ác nghiệp không quả báo? Ta thực sự an lạc, không thụ đắc vật gì, pháp hỷ là dưỡng tố như trời quang âm. Ác ma biết được Thế Tôn đã biết ta, thiện thể đã biết ta, nên buồn và thất vọng, liền biến mất tại chỗ ấy. Trích văn: Abun nhằn Basavit ma rơ, ác ma đã tạo ác hành. A sát chanh năng Tathagatam, để chống phá Như Lai. Kinh Nước Bàn Nha Sĩ Bà Đi Ma: Ác ma có thật sự nghĩ rằng Nam Mê Bằng Nguyết Bát Chá Tí, ác hạnh của mình không quả báo? Su Su Khăn Qua Chì Hòa Má, chúng ta thật sự sống an lạc. Ê Sang Nơ Nát Thi Kinh Chá Năng, chúng ta không thụ đắc bất cứ cái gì. Bì Tri Phát Kha Ba Quyết Sa Má, chúng ta sống an lạc trong pháp hỷ. Đề Hoa A Phát Sa Ra Gia Tha Tích, như chư thiên cõi quan âm. Thích văn: Có hai lễ hội cầu duyên, một dành cho những thiếu nữ gọi là Kumarika Năng, một dành cho thanh niên gọi là Kumaraka Năng. Trong lễ hội này, những thanh niên thiếu nữ tặng món quà cho người mình có ý yêu thích. Nếu người đó ưng thuận, sẽ đáp tặng bằng một món quà do tự mình làm. Cõi Quan Âm là cõi cao nhất trong ba cõi Phạm Thiên, Nghị Thiền, Sắc Giới. Gọi như vậy vì hào quang từ thân của những vị này luôn lan tỏa do dưỡng tối của pháp hỷ Vipassana. Theo sớ giải Kinh Pháp Cú thì khi Đức Phật nói lên kệ ngôn này về thức ăn tinh thần đã khiến 500 thiếu nữ chứng quả dự lưu. Bài giảng ngày hôm nay do Hòa Thượng Giác Đẳng dịch và biên soạn giáo trình. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng giảng bài học ngày hôm nay, và con kính nhân mít đến sư. Dạ.
Dạ Nam Mô Bố Thầy, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sông Khai, dạ con Phật Đàn, kính đình lễ ông Đức Phật, ông Đức Pháp, ông Đức Tăng. Kính đình lễ Hòa Thượng Tây Siêu, Hòa Thượng Giác Đẳng, Thượng Tọa Bình Hạnh, Thượng Tọa Pháp Tân, Đức Tây Trì, Đức Tây Đức, Sư Nguyên Thông và cùng với chư tôn Đức Tăng. Kính chào ý bảy cô tu nữ thành trả Phật tử. Buổi hôm nay thì chúng ta học và cũng tiếp theo chương 4 tương ưng ác ma, và phẩm thứ hai nói về cái độ ăn thức thực. Thì Đức Thế Tôn một vị A-la-hán chánh đẳng chánh giác, nhưng mà chúng ta vẫn biết rằng Đức Phật này là có một pháp, có một pháp tất cả chúng sanh duy tồn nhờ vật thực. Như vậy thì Đức Phật dù là một vị chánh đẳng chánh giác, nhưng mà ngài cũng là một hữu tình, có danh có sắc. Thì thường thường chúng ta biết học trong vị pháp thì có sắc mạng quyền đó, có danh mạng quyền, sắc mạng quyền đó là để duy trì cái mạng sống này. Và thường thường là bốn loại sắc: ý vật mạng quyền, vật thực, hư không. Đó là một trong 10 cái nhóm sắc. Và vật thực để chúng ta gọi là những dưỡng tố để duy trì cái mạng sống này. Và thường thường thì chúng ta thấy rằng đó là sắc mạng quyền hay là sắc vật thực, để duy trì cái sắc sắc mạng quyền. Danh mạng quyền đó là duy trì cái tâm. Như vậy thường thường thì nếu mà chúng ta học vi diệu pháp thì chúng ta thấy Đức Phật nói tất cả chúng sanh duy tồn nhờ vật thực. Như vậy vật thực thô hay tế, dù là hiện giờ chúng ta thấy những cái loại vật thực bằng nước, bằng những cái thực phẩm, là những viên thuốc, vitamin, nó cũng đầy đủ những cái dưỡng tố để một người có thể sống còn. Thì Đức Phật là một cái bậc thánh. Và thường thì chúng ta cũng biết Đức Phật ngày thuyết giảng về cái giáo pháp đó, có nghĩa là ngài thành Phật thì ngài vẫn dùng bốn món vật dụng, vật thực á. Và những ai mà họ có lòng tin, họ cúng dường, họ tạo cái phước báo công đức để kết duyên với con đường giác ngộ giải thoát, kết duyên với các bậc thánh. Thường thì chúng ta thấy những cái tôn giáo khác đó, thì có nhiều khi họ uống nước, ăn bông ngon qua, khi mà họ tự xưng mà là thánh như vậy. Nhưng mà đối với Phật giáo đó, thì Đức Phật ngày dạy một cái tinh thần nhân quả rất là rõ ràng. Nếu một cái bậc một cái bậc thánh thọ dụng vật thực á, để nuôi dưỡng cái thân này, cái thân này còn y phục, thuốc trị bệnh và cốc liêu hay là am thất để mình ở, để cho cái thân này có những cái cảm thọ mà gọi là cảm thọ lạc Phật pháp. Vì thường thường chúng ta biết rằng một cái người tu hành á, thì tạo những cái phước, tạo những cái phước thiện nghiệp, và những cái thiện nghiệp đó cho cái sự giác ngộ giải thoát. Như trong cái bài kinh 40 đại pháp có nói đến chánh kiến rồi đến sanh y, và chánh kiến rồi đến đạo chi. Chánh kiến là cái sự hiểu biết đúng đắn, cái việc bố thí cúng dường đó là cái việc tạo phước. Và một vị Bồ Tát dù là chánh đẳng giác, độc giả hay tinh văn giác, trên cái đạo lộ giác ngộ giải thoát, ngài vẫn thực hành những cái thiện pháp ba la mật đó. Và những thiện pháp ba la mật đó, khi mà đầy đủ duyên lành, thì cái kiếp cuối cùng á, ngài thành tựu quả vị Phật chánh đẳng chánh giác, những vị độc giác Phật hay những vị tinh văn giác Phật, hay những vị thánh A Na Hàm, Tư Đà Hàm, Tu Đà Quần, những bậc thánh, hay là những vị Bồ Tát để trở thành Phật á, trong nhiều kiếp ngài hành đến cái hành xá tuệ, cái hành xá tuệ, rồi ngài ngưng lại đó và không có chứng đắc được bốn đạo, bốn quả. Và ngài thực hành bát thiền ngũ thông để trở thành một vị Phật tổ trong tương lai.
Chính vì điểm đó nên các ngài sống và vẫn biết cái thân này vẫn có đồ thức thực. Trong rất là nhiều những bài kinh Trung Bộ, Đức Phật này cũng đề cao hai vấn đề. Một là cái pháp hành được tiến bộ, hai là bậc thực được đầy đủ. À, nếu trú xứ nào có những điều kiện như vậy đó, thì gọi là những cái trú xứ phù hợp để những vị sa môn chưa đến ở, đến ở, và những vị đã đến ở rồi thì được an ổn lâu dài. À, chứ không phải như là những cái người khổ hạnh ngoại giáo đó, họ nhịn ăn nhịn uống một thời gian sau họ ăn uống bù lại. À, họ sử dụng những cái dưỡng tố trở lại. Thì chúng ta thấy những điều đó được Đức Phật thì nói rằng bỏ rồi làm lại bỏ, chứ không phải dốc một cái pháp thực hành mà theo con đường giác ngộ giải thoát của các bậc thánh là vật thực vẫn phải cần mỗi ngày trong cái đời sống nuôi cái xác thân này, mà những cái pháp mà thiền định đạo quả đó để làm cho cái tâm giác ngộ giải thoát, để chứng ngộ được những cái pháp thánh, để đoạn trừ những cái lậu hoặc ở trong tâm. Chính vì điểm đó nên chúng ta thấy rằng đối với một cái sự sống của vị sa môn đó thì sáng ra cũng khất thực. Và thường thường thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật đó, buổi sáng ngày bùa cái lứa đại bi để nghiệp tìm chúng sanh có duyên, và sáng ra thì ngày ôm cái bình bát đi hóa duyên, và trong cái đi khất thực đó, đó ngài cũng đã tế độ cho những người chưa có lòng tin, họ có lòng tin, và những người có lòng tin rồi họ tăng trưởng để chứng ngộ được đạo quả, tạo được cái duyên giác ngộ giải thoát trong tương lai. Chính vì điểm đó nên chúng ta thấy rằng cái Phật hạnh là buổi sáng ra Đức Phật ngày bủa lứa đại bi, rồi ngày đi khất thực, rồi ngày thuyết pháp cho Phật tử, ngày giáo dục chư tăng, ngày thuyết pháp cho chư thiên phạm thiên, rồi ngày quán chúng sanh cái duyên. Đó là những cái thông lệ của chư Phật, đó là những cái Phật sự của một vị chánh đẳng chánh giác. Như vậy, và chúng ta biết rằng ngày mỗi ngày đi khất thực, và thường thì chúng ta thấy rằng một cái việc làm mỗi ngày, có một cái việc làm có ý nghĩa là ngài ôm cái bình bát khất thực để gieo cái duyên lành cho những chúng sanh thấy được một cái bậc đại giác, và nghe được ngài bằng lỗ tai, hoặc là suy tưởng về ngài bằng tâm, hoặc là cúng dường những cái vật thực, y phục, thuốc trị bệnh, hoặc là trú xứ cốc liêu, để tạo cái duyên để giác ngộ giải thoát. Thường thì chúng ta biết rằng trong 10 cái pháp đó, thì cái pháp bố thí là cái pháp đầu tiên. Bố thí nghĩa là bố thí vật thực, là một cái pháp đầu tiên đối với một vị Bồ Tát, một giác hữu tình để đến trên con đường đạo lộ giác ngộ giải thoát. Thì việc bố thí là cái việc đầu tiên, rồi đến trì giới, tu thiền. Như vậy thì Đức Phật vào một buổi sáng thì Đức Phật ngày đã đi vào Mắt-ca-thá, và ngày đi tới một cái ngôi làng Bên Chá Sa Lá. Và ở một cái ngôi làng của Bà La Môn này thì có một cái lễ hội, có nghĩa chúng ta có lẽ biết ở cái lình nhân, đó là những cái lễ hội mà nam nữ họ gặp nhau. Mà hiện giờ đó thì chúng ta thấy những người ở trên vùng cao đó họ cũng có những cái ngày lễ, và cái ngày lễ tình nhân nó cũng trở thành những cái truyền thống của cái loài người. Trong tất cả những cái xứ sở đó thì đều có, cho đến bây giờ nó cũng vẫn là như vậy. Như vậy thì chúng ta biết rằng khi mà Đức Phật ngày đi vào như vậy đó thì Bà La Môn hay là những vị mà họ vui thích những cái lễ hội này kia nọ đó, họ cũng bị ác ma đó làm ngăn che cái tâm của họ, và họ không có thấy Đức Phật để đặt bát cúng. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với ác ma đó có thần thông, và ác ma có thể trợ đó. Thường thường chúng tôi cũng hay nói quý vị đó, mình học Đông Vi Diệu Pháp đó, thân trợ khẩu trợ rất là dễ biết, nhưng mà ý trợ rất là khó biết. Ý trợ là gì? Là một hạng chúng sanh đó, có năng lực, họ tác động đến tâm của chúng ta, làm cho cái tâm của chúng ta đó
bị cuốn hút theo một chiều hướng nào đó, quên đi những cái việc mà quan trọng, hoặc là chúng ta có một cái sự dễ vui, trong những cái sự dễ vui đó thì ma đó có thể thừa cái cơ hội đó để phá rối chúng ta và tấn công những cái đối tượng mà chúng ta cung kính. Thì chúng ta cũng thấy như là bà Visakha và cái lễ hội uống rượu của những người nam đó, thì những người nữ họ cũng muốn giữ tủ hội đó, và họ đã thưa với bà Visakha là đi vào trong chùa với mục đích là họ muốn được uống rượu mạnh. Và chúng ta cũng biết rằng ác ma nhân cái cơ hội những người này uống rượu mạnh như vậy đó, đã nhập vào vào những người này múa hát trước mặt tôn. Và Đức Thế Tôn ngài thấy tại sao có những cái cử chỉ lố lăng như vậy. Và Đức Phật ngài biết rằng do ác ma đã nhập vào những cái người này. Và Đức Thế Tôn ngài đã chú nguyện với cái phước ba la mật ngài đã tu tập đó, làm cho những người này nghĩa là giống như giữa sống giữa chết vậy đó. Một cái sự làm cho họ toát hết mồ hôi, và những cái loại rượu đó nó được đẩy ra từ những cái mồ hôi. Và những người thì tỉnh táo lại mới thấy những cái cử chỉ của mình thật là lố lăng như vậy. Thì Đức Phật này biết rằng cái đó là những cái sự dễ vui, và ác ma thừa cái lúc của những người nữ này đã bị ác ma nhập vào để làm những cái hành động lố lăng như vậy. Như vậy thì chúng ta biết rằng ma đó với cái ý trợ đó, có nghĩa là tâm chúng ta mà theo một cái khuynh hướng nào đó mà không có được tốt đẹp, theo cái khuynh hướng mà bị tham chi phối đó, thì ác ma rất là dễ để làm loạn tâm của chúng ta. Như vậy thì chúng ta thấy rằng chúng ta biết rằng ác ma thật sự đó thì phá phách Đức Phật rất là nhiều, phá phách Đức Phật rất là nhiều, và cũng cho chúng ta thấy rằng một cái bậc đại giác đó, một cái bậc minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn như vậy, nhưng mà không phải là một đời sống hoàn hảo dưới một cái bức vẽ hoàn mỹ như là những cái sự tô bồi của những người mà họ nói lên vị giáo chủ, một vị giáo chủ nào đó mà họ đặt trọng tâm của họ. Nhưng mà đối với Đức Phật đó, thì cho chúng ta thấy rằng ngài cũng là một bậc đạo sư toàn hảo, nhưng mà ngài cho biết rằng cuộc đời đó mình sống không dễ gì không bị người ta phá phách. Điều đó không bao giờ có đâu quý vị. Một người sống mà dù là tu hay là người ở đời không có tu đi á, thì cũng không bao giờ sống bình an. Tại vì cái tư tưởng của con người đó nó rất là phức tạp. Những cái sở hành của con người đó thì rất là phức tạp. Do cái khuynh hướng, nếu mà mình tu hành á, thì cũng bị chọc ghẹo, mình hiền từ cũng bị chọc ghẹo. Bất luận là người như thế nào đó cũng bị người ta xâm xỉa, chứ không thể nào mà không có. Nên Đức Phật ngài mới nói với thanh niên Atula đó, ở trên đời này không có người hoàn hảo, gọi là không có người hoàn toàn được khen, hay là không có người hoàn toàn bị chê. Khen chê là do cái khuynh hướng, cái tâm tư của chúng sanh bị tham sân si, hoặc là vô tham vô sân vô si. Thường thường Đức Phật ngài thường dạy chúng ta đó là chúng ta chánh niệm tỉnh giác, để chúng ta khen một người nên khen khi người đó hành thiện pháp, người đó sống đúng với cái thiện hạnh. Còn khi mà chúng ta chê một người đó thì chúng ta cũng chánh niệm tỉnh giác để chê một người, đó là cái khuynh hướng thân khẩu ý bất thiện, và cái khuynh hướng tổn hại người khác, cái khuynh hướng làm đau khổ cho chúng sanh, thì chúng ta nên chê trách một cái hành động như vậy, và chúng ta nên tán thán một hành động có khuynh hướng thiện, có khuynh hướng tốt đẹp, có khuynh hướng làm cho tiến bộ nội tâm của chúng sanh, làm cho chúng sanh nó có cái chỗ nương nhờ với cái thiện nghiệp và thiện pháp. Điều đó được Đức Phật ngày nhắc nhở. Nên thường thường quý vị thấy cũng như thanh niên Ambattha đi sau lưng thì dùng nhiều lời tán thán Đức Phật, nhưng mà ông thầy thì dùng vô số lời phỉ báng Phật Thích Tăng. Thì chư tăng sống và nghe được như vậy thì hỏi Đức Phật, và Đức Phật ngày hỏi chư tăng thì chư tăng mới nói rằng y vào lời dạy của Đức Phật,
Thì Đức Phật ngày mới dạy là mỗi khi mà chúng ta nghe ai chê trách mình đó, thì mình cũng đừng vội vui hay buồn. Mình vui hay buồn đó thì điều đó nó không có phù hợp. Mình phải phản tỉnh lại, coi người ta chê trách mình đúng hay là người ta khen tặng mình đúng. Khi mà người ta khen tặng mình đúng á, thì cái đó là cái đức hạnh hay là cái khuynh hướng thiện pháp của mình họ khen. Còn khi mà mình bị chê trách đó là cái khuynh hướng của ác pháp, khuynh hướng điều làm tổn hại người đó, người ta chê trách mình nên biết, và nếu mình có thì mình nên từ bỏ những cái điều như vậy. Như vậy á, thì đối với Đức Phật á, là chúng ta biết rằng sống luôn luôn chánh niệm tỉnh giác. Và thường thường ma nó, ác ma nó, thì chúng ta hiểu rằng mình nói ác ma ở đây là những cái tâm tư phiền não của một chúng sanh mà họ có đó. Thì những cái tâm tư phiền não đó khi mà ngự trị một người nào thì họ trở thành những cái đối tượng phá rối những người tu hành, phá rối những người hành phạm hạnh, phá rối và làm trở ngại những người hành phạm hạnh là như vậy. Như vậy thì chúng ta biết rằng ác ma đó, nói đến ác hạnh đó, thì Đức Phật ngày thường dạy đó, nghĩa là chúng ta với thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp đó, khi mà chúng ta thấy hộ kiếp vừa qua, kiếp ứng động với dòng được khai môn, ngũ sống tất kiếp thâu thẩm tận đoán định động lực, thì những cái động lực bất thiện, nếu mà mình khởi cái tâm sân, mình chống phá những người có giới hạnh đó, thì mình khởi cái tâm sân. Chính cái tâm sân đó là động lực bất thiện. Và động lực nào thì nó cũng có 7 cái châu ná, nó vẫn tạo ra 3 cái loại nghiệp. Với cái châu ná thứ nhất nó cho ra cái hiện báo nghiệp, châu ná thứ 7 nó cho sanh báo nghiệp, và 5 cái châu ná giữa cho ra hậu báo nghiệp. Nên thường thì chúng ta biết rằng một cái người khi mà hiểu biết được thân khẩu ý mình lúc nào cũng tạo nghiệp thiện và nghiệp ác. Nên thường thì có những lúc mà Đức Phật ngày dạy trong quá khứ dòng Thích Ca đó, giết cá mà Đức Bồ Tát ngày chỉ có tùy hỷ thôi, ngày thấy sự khéo léo, giỏi văn, giỏi dáng, giỏi của mấy người lối xóm của mình, dòng tộc của mình, dùng những cái dây thuốc cá mà đập xuống dưới dòng sông rồi suối, rồi nó đục á, những con cá nó ngửa lên và người ta bắt rất là dễ dàng. Và ngài cũng khen những cái sự khéo léo khôn ngoan đó. Nhưng mà sau này dòng Thích Ca trả nghiệp thì ngài cũng bị nhức đầu. Nên thường thường ngài nói rằng với cái ý nghiệp mình hoan hỷ với cái việc ác đó thì mình cũng bị cái nghiệp. Nên thường thường trong Phật giáo thì đối với Đức Phật đó, thì cái ý nghiệp nó cũng lại rất là quan trọng. Vì cái ý nghiệp ác đó mới điều khiển thân nghiệp và khẩu nghiệp, chứ không đơn thuần như người ta nghĩ rằng tâm mình suy nghĩ chuyện sằng bậy nó chưa đến nỗi gì. Nhưng mà thật sự ra nếu mà nói truy cái nguồn gốc đó, thì điều là do cái tâm suy nghĩ bậy, rồi thân và khẩu hành bậy theo, nên mình gọi là nghiệp. Trong luật thì nói là nghiệp có thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Việc làm ác nó có 3 loại nghiệp là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Nhưng mà nếu miệng mình mà không nói đó, mà thân mình làm nghĩ thôi đó, thì có ý nghiệp và có thân nghiệp. Hoặc là nhiều khi mình chửi rủa thì mình có khẩu nghiệp và ý nghiệp. Ý nghiệp là tâm của mình nó khởi lên cái tâm sân hận, mình chửi rủa. Nhưng mình không có hành hạ đánh đập người khác, nhưng mà mình vẫn có cái khẩu nghiệp và cái ý nghiệp. Còn khi mà mình vừa chửi rủa mà vừa dùng gậy gộc đánh đập hành hạ người khác đó, thì thường nói đến nghiệp của thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp luôn. Như vậy thì Đức Phật đó, ngài biết được cái tâm và cái tâm tạo nghiệp, cái tâm mà chúng ta gọi là cái động lực bất thiện của những cái tâm châu á. Thường thì chúng ta thấy như là 12 tâm bất thiện, 8 tâm thiện giới, 8 tâm tốt giới, 9 tâm thiện đáo đại, 9 tâm tốt đáo đại và 40 tâm như thế nó làm việc động lực. Nên thường thường chúng ta hiểu động lực nó có nhiều loại làm. Động lực siêu thế là những cái tâm đạo tâm quả. Còn động lực thiền đó, thì những cái tâm thiền sắc hoặc là thiền vô sắc, những cái tâm di tác sắc hay là những cái tâm thiện sắc á, là những cái tâm mà mình gọi là làm việc động lực. Như vậy á, thường thường động lực đó, thì cái sở hữu tư nó hợp trong cái tâm thiện bất thiện đó, mình gọi là phúc hành hay phi phúc hành.
nó hợp vào những cái tâm mình gọi là bất động hành, những cái tâm đại quả làm việc tái tục hậu kiếp tử đi, nó cũng là những cái tâm mà nó có phúc hành hay phi phúc hành hay bất động hành, những cái tâm quả vô sắc. Như vậy thì đối với Phật giáo thì Đức Phật này cho biết rằng một cái người mà tạo ác hạnh đó để chống phá Như Lai biết được cái sự thật là ngươi nghĩ rằng không có cái quả báo hay sao? Điều này không có đâu. Bởi vì thường thường chúng ta thấy rằng đối với những vị Bồ Tát đó, luôn luôn kiếp nào tu hành nó cũng bị ma vương phá phách hết á. Bị ma vương là chúng sanh ở trong cõi dục, và chúng sanh nó có nhiều cái năng lực nhưng mà chưa, cái tâm chưa giác ngộ giải thoát, chưa thấu triệt các cái pháp, nên ác ma có cái khuynh hướng cũng phá phách những gì không muốn hay là không ở dưới quyền lực của mình. Bởi thường thường chúng ta biết rằng ác ma là chúa cõi dục giới và muốn chinh phục chúng sanh trong cõi dục giới, không muốn ai vượt khỏi hơn mình. Và thường là như vậy thì Đức Phật là bậc vượt khỏi hơn ác ma. Và những bậc thánh kiếp cuối cùng đó, các ngài cũng là những chúng sanh vượt khỏi hơn ác ma ở trong cõi dục giới. Và ác ma thì không muốn thua bất luận ai hết, vì cái tâm tư của ác ma là lúc nào cũng tranh cường háo thắng, là những cái tâm tham sân đó, những cái tâm mà không hiểu biết đó. Nhưng mà khi một cái người mà họ có cái thiện tâm, có hiểu biết thì họ suy nghĩ. Cũng như vậy, khi mà ác ma đó thì phá phách Đức Phật, nhưng mà Đức Phật đó là quả báo. Hay là quý vị thấy như là thiên hậu của Ma Vương chính là bà Visakha đó, bà phát nguyện là để làm thiên hậu của Ma Vương, để nhắc ông chồng của mình đừng có phá Đức Phật và Chư Tăng nữa. Nếu không thì sau này ông mà tu tập đó, ông sẽ bị chướng ngại, rất là nhiều sự chướng ngại. Đó là một mắt xích nhân quả. Nên thường thường quý vị thấy rằng một cái người tu hành thì chúng ta cũng biết rằng Đức Phật trong quá khứ cũng tu hành, và một vị mà tu hành cũng có những người bạn đó, họ không có muốn người đó hơn mình, nên họ trở thành những cái đối tượng muốn phá phách những cái vị tu hành đó. Thì chính là tiền thân của Ma Vương đó, đối với Đức Bồ Tát là những cái người có cái sự bất đồng như vậy. Nên thường thường quý vị biết rằng ở trong đời này tất cả những cái tư tưởng của chúng ta đó đều có cái tư tưởng bất đồng của người khác. Dù là chúng ta muốn làm việc tốt như là bậc đại giác, hoặc nhìn những cái bậc đại hạnh, chúng ta thấy tiền thân của ngài Thanh Tý qua đi đó là tiền thân của Đức Phật đó, chỉ tu cái hạnh kham nhẫn và chỉ có thuyết pháp giảng đạo thôi, nhưng mà Đức Vua cũng hành hạ, đánh đập, chặt tay chặt chân, rồi làm hành hạ ngài rất là kinh khủng. Nên thường thường quý vị thấy trong đời này đó, không có một người nào mà sống mà với cái khuynh hướng của mình mà mọi người đều chấp nhận hết, quý vị không có đâu quý vị. Nên thường thường quý vị thấy những cái tư tưởng của những cái chúng sanh ở trong đời này đi theo những cái tư tưởng giống như là Satan, nhưng mà rồi cũng có những người có cái tư tưởng cao thượng như là đi theo Đức Phật. Thành ra nhiều khi chúng ta thấy rằng cái khuynh hướng của chúng sanh họ có nhiều cái khuynh hướng chống đối lẫn nhau. Nên trong đời quý vị thấy như là Ukraine vậy, cũng có số người đi theo Nga để đánh, nhưng mà cũng có những người họ đi theo Ukraine để đánh lại Nga. Như vậy thì nó sẽ, cái khuynh hướng của chúng sanh đó, nó sẽ theo cái khuynh hướng của một số hữu tình đi theo thiện hay ác. Nên thường thường Đức Phật này cũng nói đến thời kỳ loài người làm ác, chúng sanh có khuynh hướng ác thì sanh làm Atula nhiều. Còn có lúc chư thiên hộ trì loài người, và chúng sanh có khuynh hướng thiện đó, đi theo hành thiện và sanh làm chư thiên nhiều. Nên bình thường quý vị, bằng trong những cái thời kỳ có một vị Bồ Tát chánh đẳng giác đó, mà ở trong những cái thời kỳ đó cũng là một cái phước hạnh, tại vì ngài có một cái khuynh hướng
một cái lời thuyết giảng, một cái sự khuyên nhắc và sắp tấn chúng sanh đó, có một cái khuynh hướng tu tập, và ngài sống với cái tâm xả bỏ những cái của cải tài sản, không tích lũy, và sống với cái lòng thương tưởng mọi loài, nên ngài sống với cái thương yêu đó, đã là những cái tấm gương chói sáng. Và những cái thời kỳ như vậy đó thì là người chết sanh vào chư thiên rất là đông quý vị. Thì chúng ta cũng thấy khi mà Đức Phật ngài chuyển pháp luân đó, thì người ta chứng đắc đạo quả, và loài người đó sanh làm chư thiên rất là đông, rất là đông, rất là đông. Nhưng mà rồi những lúc mà vị Phật chánh đẳng giác niết bàn và các bậc thánh lần lượt thưa thớt đó, thì chúng sanh lúc bấy giờ đó tạo có khuynh hướng tạo ác, và nhất là thời kỳ kiếp diệt đó. Là loài người chúng ta thường thường có một thời đời tuổi thọ là người kiếp tăng, nhưng mà rồi cũng có một thời kỳ tuổi thọ là người kiếp giảm đấy. Thì chúng sanh nó tạo ác nghiệp rất là nhiều, và cái thời kỳ đó thật là bất hạnh, những vị Bồ Tát chánh đẳng giác đó, không có xuất hiện, nên chúng sanh có cái khuynh hướng theo ác pháp rất là nhiều, có cái khuynh hướng tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp rất là nhiều. Và nói như vậy để chúng ta thấy rằng một vị Bồ Tát mà có cái khuynh hướng tu hành giác ngộ giải thoát đó, mà xuất hiện trong cái thời gian tu hành đó, cũng làm cho chúng sanh có cái duyên để đến cái sự giác ngộ giải thoát, mình gọi là quyến thuộc Bồ Đề đó. Vì mình kết duyên với nhau trong tinh thần tạo những cái thiện nghiệp ba la mật, nên đến lúc mà ngài thành chánh đẳng giác cũng có tứ chúng, tám hội chúng mà thánh thiện được giác ngộ giải thoát. Nhưng mà rồi chúng ta cũng thấy cái thời kỳ loài người họ tạo ác nghiệp, cái kiếp giảm đó nó cũng có, chúng sanh có khuynh hướng. Nên thường thường Đức Phật ngài nói như là ngài sanh ra làm người, Đẹp Đa cũng làm người, và dẫn 500 đoàn thương buôn, đoàn xe đó mang lại cái hiệp quả. Còn ngài sanh ra làm người, dẫn 500 đoàn xe, những người có cái khuynh hướng theo ngài thì được sự an lạc, được cái sự tiến bộ do cái trí tuệ của ngài, do cái sự hướng dẫn khéo léo tài tình của ngài. Như vậy thì chúng ta thấy rằng á, đối với chúng sanh á, ở trong cuộc đời này giống như một cái bước dọ dẫm, mà mình gọi là bước dọ dẫm trong cái sự luân hồi. Có lúc á, mình có thiện nghiệp, thiện duyên, kết duyên với nhau, nhưng mà rồi có những lúc á, mình lại mất đi cái thiện nghiệp, thiện duyên, mình kết với những người ác hữu, và những cái sự sa đọa đó, trong những cái đọa xứ chắc chắn là mình cũng không tránh khỏi. Và những lúc mà mình hữu duyên hữu phước các bậc thiện và mình kết duyên đó, mình sanh lên thiên giới và mình tạo được ba la mật để giác ngộ giải thoát, đó là điều kiện rất là, đó là những cái phước duyên rất là thắng trong những kiếp luân hồi mình sanh ra, và mình đã bắt gặp được gọi là châu báu. Nên thường thường quý vị thấy rằng trong cuộc đời đó, các báu vật trong thế gian có nhiều thứ, nhiều loại, nhưng mà các báu vật ấy không sánh bằng Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Tại vì khi mà mình gặp được Phật, Pháp, Tăng đó thì còn quý hơn châu báu, vì châu báu chỉ cho mình có một kiếp hiện tại thôi. Nhưng mà gặp được Phật, Pháp, Tăng đó là cái duyên của sự giác ngộ giải thoát, và cái duyên của hàng trăm, hàng ngàn kiếp không có rơi vào đọa xứ. Nếu mình đắc đạo quả tu đầu quần, hay là mình có lòng tin bất động đối với Phật Pháp Tăng. Như vậy thì những cái điều đó đó, Đức Phật đã cho ác ma biết, và ác ma đã buồn khổ, biết mình, và ác ma đã biến mất. Như vậy thì chúng ta đó, chúng ta phải hiểu rằng chúng ta cũng có thể sanh làm chư thiên, chúng ta cũng có những cái phiền não tâm, nếu mà chúng ta không khéo để phát nguyện ngăn chặn những cái phiền não tâm đó, thì chúng ta cũng trở thành những cái ma tiền thân của ngài Kundatana. Kiếp sanh làm chư thiên đó cũng đã chia rẽ hai cái vị tỳ khưu thời Đức Phật Kassapa, và sau này bị mắc cái quả báo lúc nào cũng có người phụ nữ đi sau lưng. Như vậy thì chúng ta thấy rằng ma hay là cũng không ngoài chúng ta, nếu mà chúng ta có cái khuynh hướng phá phách với cái khuynh hướng làm tổn thương người khác thì đó là ma của phiền não ma.
Và những lúc như vậy đó, dù chúng ta làm chư thiên, chúng ta cũng là chư thiên ma. Còn những lúc mà chúng ta có những cái thiện tâm, biết được cái tội phước, chúng ta nỗ lực tu hành đó, thì những lúc ấy chúng ta trở thành những vị thiên thần hộ pháp, chúng ta trở thành những vị chư thiên hộ trì cho chúng sanh. Với cái thiện tâm, với cái chánh kiến của chúng ta đó, nó sẽ giúp cho chúng ta có cái khuynh hướng tiến bộ theo thiện pháp, không có pháp phá phách. Nhưng mà rồi nếu mà chúng ta không có cái duyên phước đó, thì chúng ta cũng vẫn bị phiền não. Và chính cái phiền não nó làm chúng ta trở thành những chúng sanh phá rối những người hành phạm hạnh. Như vậy thì chúng ta thấy rằng á, qua cái bài học này để chúng ta biết rằng trong con người chúng ta đã có thiện và bất thiện. Khi mà chúng ta học về pháp đó, có những pháp tương ứng với thiện, có những pháp tương ứng với bất thiện. Và chúng ta cũng đừng bao giờ nghĩ rằng mình không rơi vào bất thiện. Chúng ta đừng nghĩ như vậy. Chúng ta cứ nhìn vào ngày Moggallana, ngày đệ nhất về thần thông, lục thông và cánh trại tái của Đức Phật Gotama. Nhưng mà ngài cũng làm áp ma du si trong cái bài kinh Hạng Ma, ngài cũng có kể lại cho ma cháu của ngài biết, ngài cũng kiếp đó ngài cũng phá phách. Ta thấy rằng á, không có lấy gì để chắc chắn rằng chúng ta trở thành một cái người không phá phách, chúng ta không có lấy gì để chắc chắn. Và chúng ta hãy cố gắng hành trì những cái pháp nhẫn nại, và chúng ta luôn luôn thực hành những cái pháp kham nhẫn chịu đựng đó, để chúng ta có thể hoàn hảo hơn. Chứ còn không có cái gì bảo đảm cho chúng ta bằng cái khuynh hướng thiện pháp, thiện nghiệp và cái lời nguyện của chúng ta. Nếu mà chúng ta có cái lời nguyện, nếu mà mình hành trì thiện pháp đó, thì điều kiện thiện nghiệp đó trổ sanh, thiện phước trổ sanh để cho mình làm những cái thiện nghiệp viên mãn. Nhưng mà lúc nào mình làm ác nghiệp đó, mong rằng những cái điều trở ngại để cho mình trùng tay, sợ hãi, để cho mình không dám tạo ác nghiệp. Điều đó, chúng tôi cũng nghe rất là nhiều những vị trưởng lão đó phát nguyện như vậy, quý vị. Lúc nào mình tu tập những thiện nghiệp đó, mình làm những cái thiện phước đó, thì mọi điều dễ dàng trổ sanh cho mình để mình làm những cái thiện nghiệp viên mãn. Nhưng mà lúc nào mình làm những cái ác nghiệp đó, thì mong rằng gặp bao nhiêu cái sự trở ngại để mình đừng tạo được ác nghiệp. Đó là những cái điều mà chúng tôi cũng thấy từ đại sư trưởng, đại sư trưởng Quốc Thường nhắc như vậy. Như vậy thì rõ ràng á, một cái người khi đa văn quảng kiến đó, nhìn vào những cái bài kinh này và những vị đó biết rằng đó, thật sự là mình rất khó để hoàn hảo. Vì mình cứ trôi lăn từ Đức Phật này đến Đức Phật kia cũng rất là nhiều. Chắc chắn rằng cái sự trôi lăn đó mình cũng đã phạm phải. Nên thường thường mình hay đọc cái bài kinh là chẳng có chi đáng cho con, chỉ có Đức Phật là quý báu đó. Các tội lỗi nào con đã vô ý phạm đến Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo, cuối sinh Phật Pháp Tăng Tam bảo xá tội lỗi cho con. Đó là những cái ý nghĩa mà rất là quan trọng để mình thấy rằng trong cái đạo lộ giác ngộ giải thoát thật sự không đơn giản, thật sự là rắc rối, thật sự là khó khăn. Nên các bậc thánh thành tựu được còn quý hơn Phạm Thiên, Trời Đế Thích và Vua Chuyển Luân Thánh Vương là như vậy. Và chúng ta cũng mong mỏi rằng cái đạo lộ đó, chúng ta bước trên cái đạo lộ hiền thiện đó, và chúng ta đừng làm những chúng sanh phá rối những người hành phạm hạnh. Như vậy thì ở trong cái bài học này đó, thì muốn nói lên đó, Đức Phật đó, thì Ngài làm một vị chánh đẳng chánh giác, Ngài đã đạt được Bát Thiền Ngũ Thông, hay là Bát Thiền Lục Thông, hay là một cái thiền diệt thọ tưởng mà Ngài đã nhập được, thì đối với cái việc và đói khát không có nơi Ngài, ác ma thì phá phách như vậy để Ngài không có.
Nhưng cũng cung thỉnh từng tòa pháp đăng cầm mít cho lại ạ. Nhân xin thay mặt đại chúng nhân dân kính chân thượng tọa pháp đăng với bài giảng ngày hôm nay, kính cũng thỉnh thượng tọa pháp ngài hòa thượng Dứt Đẳng bắt đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay. Sa thú kính chương thư tập pháp đăng với bài giảng vừa rồi. Chị Tổng Đức và thư quý Phật tử. Trước khi bước vào phần thảo luận thì cô Di Pháp có yêu cầu để có được một phút để có thông báo đến tất cả quý Phật tử. Điều mà hôm qua cũng đã thông báo rồi, nhưng mà có lẽ hôm nay quý Như Pháp lại muốn trở lại có thông báo. Không biết cô Như Pháp có nghe rõ không? Nếu quý Như Pháp nghe được, xin cảm ơn. Thứ gì có lẽ là cô Như Pháp không có mặt ở trước mắt. Bây giờ thì chúng tôi xin được tiếp theo một sinh hoạt hôm nay. Sau bài giảng của Thượng tọa Pháp Đăng, muốn hỏi Thượng tọa Pháp Tân, Thượng tọa có ở trước máy và Thượng tọa cầm mic được không? Nếu Thượng tọa Tân cầm mic được, xin kính thỉnh Thượng tọa trả lời cho câu thảo luận số 1. Yeah. Thượng tọa Tân, ở trong cuộc sống của chúng ta đó, thì cái nhu cầu ăn hay là ngủ cho cơ thể đó, thì nó không giống giữa người này và người kia. Nhưng mà theo các vị thiền sư đó, thì khi mà chúng ta tu tập và có sự sung mãn về pháp hỷ đó, thì cái nhu cầu về vật thực, cái nhu cầu về ngủ đó, nó lại không có nhiều như là người bình thường. Thì theo Thượng tọa Pháp Tân á, cái nhu cầu mà ăn ngủ mà đối với hành thiền mà có tiến bộ thực sự đó, nó ít hơn là do cái nhu cầu cơ thể hay là do cái pháp hỷ hay là người thiền định giúp cho chúng ta có cái dưỡng tố tốt hơn. Xin cái tình ý kiến của Thượng tọa. Dạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Hòa Thượng Tề Siêu, Hòa Thượng Giác Đẳng, Thượng tọa Pháp Đăng, Thượng tọa Minh Hạnh, Đức Tự Tri, Mỹ Đức Tự Đức Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Qua câu hỏi của Hòa Thượng thì con có một cái suy nghĩ để chia sẻ cái câu hỏi của Thượng tọa, của Hòa Thượng là như thế này. Sự thật ra đó thì như là được biết các cái vị mà tiền bối người ta nói rằng pháp tài lữ địa, ở đây không phải là kinh điển của Phật giáo Nam truyền, nhưng các vị tiền bối Phật giáo Bắc truyền nói một cái câu, hay hoặc là
ở trong Phật giáo và trong kinh điển Bali thì cũng có nói đến một trong những cái yếu tố mà mình nương tựa, gọi là để y theo để mà hành pháp, thì trong đó có gọi là vật thực, thực phẩm để mà nuôi sống cơ thể này bằng những cái sự khất thực của một cái vị tỳ kheo. Theo con nghĩ rằng với một cái đời sống thiền hành, một cái người tu tập về lo hành thiền đó, thì trước nhất là một có một cái thân thể thật sự là khỏe, thật sự là khỏe. Bởi vì nếu như mà mình có bệnh đau đó, thì mình sẽ khó có khả năng là mình sẽ hành thiền nó được tốt, hành thiền được tốt. Rồi khi mà mình đau nhức đầu này hoặc mình đau nhức đầu kia, mình sinh ra những cái hôn trầm á, nó cũng là cái sự trở ngại. Bởi vì mình phải, chúng ta thấy rằng cái nhu cầu mà của cơ thể, cảm cho đến giấc ngủ đó, thì hai cái rất cần. Nhưng mà không có nghĩa là chúng ta ăn nhiều lại là tốt, mà cũng không có nghĩa là người ta ngủ nhiều lại là tốt. Cho nên ví dụ như mình nói là quân bình, là người ở một đêm khoảng 8 tiếng đồng hồ, được 1 tiếng đồng hồ được ngủ là cái điều mà cần thiết cho một cơ thể. Rồi khi mà mình ăn cũng vậy, thọ thực những cái thực phẩm đó, thì mình ăn nó cũng không để no. Trong lực gọi là mình ăn còn 3 miếng nữa no đó, là mình cũng phải ngưng ở ngang đó. Tại vì là để cái phần đó đó, là mình không nên ăn quá no, thì nó sẽ sinh ra những cái sự trở ngại, đó là hôn trầm. Ví dụ như mình chúng ta thấy rằng khi mà mình ngồi thiền mà bị hôn trầm, ngủ gà, ngủ gật, hoặc là không có minh, không có định tĩnh á, thì làm sao để mà dán cái tâm mình vào ở trong một cái đề mục được. Cho nên là cái sự hôn trầm á, nó cũng là một cái nguyên nhân để trở ngại. Thì theo con nghĩ rằng là với cái đời sống của một cái người thiền tập, thật sự ra nếu mà mình hành thiền mà đúng mức á, thì cái hỷ lạc ở trong thiền á, nó mang lại cho mình cái lợi lạc rất là lớn. Con nghĩ rằng cái cơ thể, cái nhu cầu về vấn đề thực phẩm, bởi vì Phật dạy rằng là chúng sanh duy tồn do vật thực, sabbe satta aharatika đó, rakitika đó, thì ở trong vật thực đó có đoàn thực và thức thực, rồi tư niệm thực và xúc thực, có những cái vật thực đó, và cái đoàn thực là cái mà để nuôi cái cơ thể này. Nhưng mà cái ba cái thực phẩm khác còn lại, tức là xúc thực, thức thực và tư niệm thực ấy, thì nó liên quan đến cái đời sống tinh thần, tức là tâm thức của chúng ta rất là nhiều. Cho nên á, cái người mà được hỷ lạc ở trong thiền á, thì con nghĩ rằng họ cũng có cái niềm vui, và đó cũng như là cái sự no vui của họ. Nhưng mà nói như vậy đó thì không có nghĩa là hoàn toàn hết. Con nghĩ rằng nếu như một người mà có cái sự thiền định mà định tâm á, họ có thể là họ có được cái sự hỷ lạc á, thì trong một vài ngày họ, hoặc là một bữa ăn, một ngày mà họ không ăn á, thì họ cũng không thấy đói lắm, họ cũng không thấy đói. Bởi vì sao? Ở đó rất là cái sự hỷ lạc do cái thiền mang lại, và họ thấy họ no vui, cho nên là họ khó bao giờ thấy có một cái sự gì đó trở ngại đối với họ. Nhưng mà rồi đó thì con nghĩ rằng sở dĩ rằng cái người hành thiền đó ăn nó cũng vừa chừng để nuôi cái cơ thể này, không nói để là thiếu chất, không thể nói là thiếu chất để mà nuôi cơ thể này. Nhưng mà rồi đó là cũng không phải là ăn nhiều để rồi sắp cái hôn trầm, bởi vì nó có những cái sự trở ngại. Khi mà mình ăn nhiều thì nó có nghĩa là cái mình ăn
thì mình phải nghĩ ngợi đến cái vật thực phẩm mà để mà mình ăn. Nhưng mà khi mà mình ăn nó vừa chừng á, thì nó cũng là một cái điều kiện cần có để mà nuôi cái cơ thể này, để dành cái thời gian còn lại đó là để chuyên tâm lo hành thiện, lo hành thiện. Còn cái việc ngủ cũng vậy, con nghĩ rằng ngủ cần thiết, và cái người hành thiền đó, thì lại là cần thức tỉnh hơn, ít có ngủ hơn so với những người khác. Ít có ngủ hơn so với những người khác, dành cái thời gian còn lại là để lo hành thiện. Và khi đó đó, thì cái nội tâm mà nếu một người bình thường ấy, thì mình hành thiền rồi cái tâm mình chưa được có được cái sự an tịnh, chưa được có cái sự hỷ lạc, thì mình cần phải có những sự nhu cầu về thực phẩm, về giấc ngủ, thức ăn cũng như là về ăn rồi cũng như là giấc ngủ để có. Nhưng mà khi một người mà khi mà hành thiền có được cái sự hỷ lạc ở nội tâm rồi đó, thì cái ăn của họ cũng không có cần nhiều. Và họ luôn luôn có cái sự no vui ở trong pháp hỷ, do rằng họ có sự hành thiền như vậy. Rồi là ngủ cũng vậy. Thí dụ như mình ngủ thiếu ngủ thì nó sinh ra những cái sự mệt mỏi ở trong cơ thể, rồi mình gật tới gật khó chịu. Nhưng mà cái người mà hành thiền mà có cái sự hiện thì nghĩ rằng mặc dù là đi họ hành thiền, họ ngồi thiền tĩnh tọa, rồi họ an tịnh ở nội tâm, cho nên là cái điều đó nó mang lại cái lợi lạc cho họ, và họ cũng không có cái sự ôn trầm, mặc dù là họ ít ngủ hơn so với những người bình thường, cho nên con nghĩ rằng cả những cái yếu tố mà để nuôi dưỡng cái cơ thể này, đặc biệt là cái yếu tố cái thực phẩm mà để nuôi dưỡng cái tâm thức này đó, nuôi dưỡng cái tâm thức này bằng những cái phương pháp thiền đó, thì đó là một cái phương pháp giúp cho cái vị hành giả có cái sự cân bằng. Điều này đấy, con nghĩ rằng suy nghĩ như thế này, tức là các cái bậc thánh ngày xưa hay là các cái bậc tiền bối ngày xưa đó, các ngài nhiều khi là ở trong sơn lâm, trong rừng, trong núi vậy đó, rồi đời sống thì nói là vật chất thì các ngài không có đầy đủ như chúng ta hiện nay. Nhưng mà rồi các ngài vẫn khỏe mạnh, vẫn có được cái đời sống hỷ lạc, rồi các ngài có những cái sự thành tựu ở trong cái việc hành thiền của các ngài. Điều đó không có nghĩa là các ngài thiếu, rồi các ngài phải bị hụt hẫng, rồi các ngài bị bệnh đau, rồi sinh ra những điều này điều kia. Thì con nghĩ rằng ở nội tâm mà có được cái sự hỷ lạc do thiền thiền tập thiền định mang lại đó, thì những cái vị đó thật sự rằng đó là cái chất dinh dưỡng tốt để nuôi được cái tâm lực của một cái vị hành giả. Bởi vì mình biết rằng cái việc hành thiền nó trở nên một cái lực rất là mạnh, mà để mà có cái lực của do nội tâm mạnh thì cái vị đó phải thành tựu, phải thật sự là có được cái sự trải nghiệm ở trong đời sống hành thiền ấy, thì thật sự là mới được có cái sự lợi ích rất là nhiều. Cho nên ở đây đó, con nghĩ rằng khi mà một người tu tập đó, thì cái thực phẩm, thức ăn cũng vậy, nó cũng vừa chừng để có vừa đủ để nuôi cái cơ thể này. Chúng ta không phải là bỏ bê, mà chúng ta cũng không phải là có một cái tìm kiếm hay là nhu cầu quá nhiều, để rồi chúng ta dành quá nhiều cái thời gian cho cái việc ăn uống rồi ngủ nghỉ đó. Con nghĩ rằng hành thiền thì nếu mà nói về cơ thể đó, là thực phẩm, thức ăn, thức uống đó, nó cũng vừa chừng để nuôi cơ thể. Còn cái ngủ nghỉ cũng vậy, nó cũng vừa chừng để một phần á, nó để đáp ứng cho
sống, thời gian còn đấy thì hành thiện dành cho lo thiền tập trong đời sống hàng ngày. Và chính thì họ chuyên lo hành thiền trong đời sống hàng ngày nhiều như vậy, cho nên họ có cái sự hỷ lạc và ở trong là một số cái thay nhau. Vì tôi nghĩ cái sự cũng phải là cái gì nó vừa chừng thôi, giấc ngủ cũng là vừa chừng, rồi là thực phẩm cũng là vừa chừng, thì như vậy để dành cái thời gian còn lại thì cái vị hành giả chuyên lo hành thiền thì sẽ có được cái sự lợi lạc nhiều hơn. Thì đây là cái ý mà con xin được chia sẻ qua cái câu hỏi mà Hòa Thượng Diệu nêu. Con kính thỉnh Hòa Thượng trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giác. Sa thú, tiến trình thì tập hợp từng với cuộc thảo luận vừa rồi. Thì tôi rất là thưa quý Phật tử, sẽ có một câu thảo luận tiếp theo để thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng trở lại và đang ở trên chính điện Linh Chi, nhờ đại đức Thì Hoan Hỷ post cho câu thảo luận số 2. Thưa quý vị, chắc trước khi nêu câu hỏi đó thì hỏi là cô xin cô Diệu Pháp có cầm mic và có muốn thông báo không? Tại khi nãy có cô Diệu Pháp yêu cầu xin có một ít phút để có một thông báo đến tất cả quý Phật tử. Dạ, để mời cô Diệu Pháp. Nam mô Bích Thai giá, còn thạch kính lãnh lễ chư Tùng Đức, Như Pháp kính chào Đạo Tràng. Dạ, Như Pháp kính cảm ơn Đạo Tràng cho Như Pháp biết được tín hiệu. Nam mô Bích Thai giá, còn kính bạch với Ngài và kính thưa Đạo Tràng. Kính đức mà chùa Pháp Luân hiện đang người ta đang giả mạo kính đức của Ngài và kêu gọi tiền bạc. Nên Như Pháp xin phép với Sư Phụ để Như Pháp được thông báo đến Đạo Tràng cho được rõ. Mong rằng là tất cả quý sư cũng như quý đạo hữu là cẩn thận bất cứ một cái nick nào của một vị tăng nào mà BM để kêu gọi tiền bạc. Ví dụ nói bây giờ người nhà tôi đang bệnh nằm ở chợ rẫy, tôi không kịp gửi tiền về, nên bây giờ cho mượn một số tiền cho account, cho tên, cho này kia nọ để gửi vô để cứu người bệnh, cứu người chết. Thì xin tất cả phải ai Kim không nghe, và Đạo Tràng có nghe được âm thanh của con không ạ? Dạ, Đạo Tràng có nghe được âm thanh con rõ không ạ? Dạ, kính tri ân Đạo Tràng. Nên là con kính quý Ngài và tất cả quý Phật tử hãy cẩn thận, rất là cẩn thận luôn, để Như Pháp đưa cái nick cho quý vị, cho quý vị coi. Thậm chí là còn BM cho Như Pháp và biểu Như Pháp muốn đổi nick thì cái việc này thì vị này có thể làm cho Như Pháp. Mà mặc dù là một lần online, có thể online lần 10 đích luôn. Dạ, đây để Như Pháp mà đưa tạm thời một cái thông báo cho một quý vị mà Như Pháp tạm giấu tên. Thấy chưa, quý vị có thấy cái chùa Pháp Luân không? Để làm hữu thực Nhà Tràng Khánh Hòa. Dạ, chỉ một cái thôi, có cho số ngân hàng đồ này kia. Nên con cung thỉnh quý Ngài và quý Phật tử hãy rất là cẩn thận
có một cái nick nào BM cho mình, dù là chư tăng hay là Phật tử, ví dụ lấy cái nick Nhật Huỳnh đi, thì cũng không bao giờ BM mà xin gọi cái gì hết. Chư tăng cũng như những Phật tử mà học pháp rõ ràng không bao giờ lên trên này mà xin xỏ mượn chát cái gì hết. Và như pháp cũng thưa với quý ngài và đạo tràng, cách đây cũng nhiều năm, giờ quên rồi, không nhớ mấy năm nữa, như pháp cũng bị cái nick Thanh Thủy Trần đó đi em, rồi nhắn tin cũng nói dạng là người nhà đang nằm ở bệnh viện Chợ Rẫy nên là cần số tiền như vậy rồi, mà như pháp gọi điện cho Thanh Thủy không được, mà nó rất là trùng hợp luôn, nên Như Pháp đã nhờ con của Như Pháp ở Việt Nam chuyển hết 40 triệu luôn đó quý vị. 40 triệu vô cái nick đó và mất tiêu luôn. Mà 40 triệu còn chưa giờ ý nữa, còn đòi nữa đó. Mai sau là Thanh Thủy thấy Như Pháp gọi 2-3 lần, cuối cùng Thanh Thủy là có cơ hội gọi lại thì biết chắc là bị giả rồi. Nên đây là trường hợp của Như Pháp bị cách đây cũng 8-9 năm gì rồi. Bây giờ bắt đầu là họ trở lại họ làm cái việc này, mà không phải ở bên Phật giáo của mình không đâu nha quý vị, cả ở bên Công giáo cũng bị trường hợp này luôn đó. Nên là quý vị thật là cẩn thận, và con cung thỉnh quý ngài và quý Phật tử hãy cẩn thận, rất cẩn thận những cái nick BM cho mình. Dạ bây giờ thì con xin được xuống mít ạ. Nam Mô Bụt Thà giá. Cảm ơn Như Phật. Nhưng mà cũng nói rõ thêm một điều rằng không phải là họ dùng cái chùa Pháp Luân không, mà họ dùng cái chùa Pháp Luân có gặp ở cuối này. Và quý vị để ý có gặp ở cuối, quý vị để ý giùm cho. Cái nick chùa Pháp Luân thì cũng có vấn đề gì, và họ làm một cái nick khác nhưng mà họ có thêm một gạch nữa, nên quý vị lưu ý. Bây giờ thì chúng ta trở lại với thượng tọa Pháp Đăng, vì giảng sư của chương trình ngày hôm nay. Bạch thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa có thể nói rằng mình trong sự tu tập ăn uống như thế nào, ở cái mức độ nào là trung đạo không? Mình ăn nhiều hay ăn ít là trung đạo, hay là tùy theo mỗi người, tùy theo cái thân thể của mỗi người sinh cái tính thượng tọa còn gì trở lại. Hello. Dạ, yeah. Con Pháp Đăng kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, con kính đảnh lễ Hòa Thượng Nhất Đẳng, Hòa Thượng Tề Siêu, Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa Minh Hạnh, được Tề Tri, được Tề Đức Sư Nguyên Thông cùng với Chư Tôn Đức Năng, kính xã lại Cô Thượng Nữ và Phật Tử. Thì thật sự đó thì chúng ta nói rằng cái con người chúng ta thì đối với Đức Phật hay đối với Đạo Phật, Đức Phật ngày không bắt buộc chúng ta phải ăn bao nhiêu hết, không bắt buộc chúng ta phải ăn bao nhiêu, mà tùy theo cái sự chánh niệm tỉnh giác và tùy theo cái thời tuổi của chúng ta. Nếu mà chúng ta ở cái thời tuổi ăn được đó, thì chúng ta cứ ăn, chứ không phải là chúng ta ăn 3 chén, 4 chén hay 5 chén, không phải vậy. Mà chúng ta ăn sao mà cảm thấy mình chánh niệm tỉnh giác, mình ăn mình thấy vừa no thôi, vừa no thôi. Bởi vì trong Phật giáo đó, có một cái điểm là Phật tử chúng ta phải để ý như thế này. Vì Đức Phật đó, là ngày ngày dạy cái phương pháp tu tập, và chính cái tâm chúng ta có tu tập đó thì chúng ta có chánh niệm. Và chúng ta ở trong cái tuổi nào chúng ta đến với Phật giáo, nếu chúng ta già quá chúng ta ăn không được đó, chúng ta tới Phật giáo chúng ta ăn như đó thôi, ăn như đó thôi, ăn chừng chén hai chén thôi. Nhưng mà nếu chúng ta còn trẻ đó, chúng ta có thể ăn một bát thì chúng ta cũng vẫn cứ ăn được một bát. Thật sự đó, ngày xưa chúng tôi gặp một vị sư đó quý vị, chúng tôi nói rằng vị sư đó ăn một mình đó, ăn một bữa đó, bằng hết cả chùa ăn. Vị đó ăn cho chúng tôi thấy vị đó ăn đó là bằng nguyên cái chùa ăn. Nhưng bởi vì cái chùa đó, cái chùa ăn đó là nấu khoảng chừng 2 lon gạo, rồi vị đó ăn cũng hết 2 lon gạo. Nhưng mà vị đó ăn đó là vừa no cái bụng thôi quý vị. Nó thật sự, và con người của mình nó cũng có lúc quý vị. Chúng tôi nói quý vị là chúng tôi đi qua bên Miến Điện hành thiền, và chúng tôi gặp chư tăng người Khmer như là Thượng Tọa Xu Anh hoặc là Thượng Tọa Biện đồ đó, qua Trường Thiền Siêu Minh
Lúc mà đi hành thiền, quý vị biết rằng đi kinh hành nó là 5.000 mấy trăm bước. Lúc mà đi về mà ăn, quý vị biết ăn là chúng tôi giờ chúng tôi không tưởng tượng nổi. Chúng tôi không tưởng tượng nổi lúc đó mình ăn đến mức độ. Có nghĩa là sư biện rồi mấy vị nó cứ đưa mì xào qua, mà quý vị đồ ăn miếng điện đâu có ngon gì đâu. Và chúng tôi ăn một lần như vậy đó, cỡ khoảng như một cái bát đó, cái bát số 8, số 9 gì đó, gì một bát như vậy đó. Có nghĩa là chúng tôi không tưởng tượng nổi mình ăn. Nhưng mà nó thấy cái bụng nó mới lửng lửng. Mà hành thiền, cứ ngồi thiền tiếng, đi kinh hành tiếng gì mà tới 10 giờ nó đói, 10 giờ rưỡi là nó rung luôn á. Mà ăn tu 20 ngày mới lên tới 10 giờ. Chúng tôi cũng không tưởng tượng nổi. Tới bây giờ mà chúng tôi lên rồi chúng tôi không có xuống được là vậy. Tu có 22 ngày mà lên 10 ký quý vị, không có thể nào tưởng tượng nổi. Cho tới bây giờ trong cuộc đời chúng tôi cái đó giống như một cái kỷ niệm mà không thể nào tưởng tượng nổi, là lúc đó đi qua miếng điện hành thiền á. Như vậy rõ ràng á, thì chư tăng thấy mình ăn được nhiêu ăn thôi, tại vì mình ăn á, là mình đừng đi ngủ thôi. Thậm chí quý vị biết á, là đến nỗi mà chúng tôi đi hành thiền rồi các vị đó rủ trưa không có ngủ luôn. Vì người biết điện không có ngủ, mình cũng không ngủ luôn. Ăn xong quý vị biết là ăn xong rồi lên kinh hành, chứ nó qua buồn ngủ rồi ngồi thiền. Vậy mà nó ăn gì mà không có tưởng tượng nổi. Có 22 ngày mà lên 10 kg quý vị. Nó mập lên 10 kg như vậy đó. Tới bây giờ thì mình mới biết rằng thật sự đó, khi mình đi hành thiện chư tăng đó, mình ăn được thì chư tăng cũng đưa cho mình ăn thôi, chứ cũng không có ai ép uổng gì mình hết. Cũng ăn buổi sáng rồi đi khất thực. Đi khất thực xong rồi về rửa chân rồi thật sự nói đồ ăn nó miếng điện hộp, thật sự là không ai nói đồ ăn miếng điện hộp với cái gì ai. Nhưng mà thật sự giờ nó đói quá, tự nhiên nó đói ăn được thôi à. Ăn mà cũng nhờ chúng tôi nói rằng giống như bây giờ mà chúng tôi nói ở chùa mà nguyên cả chùa ăn, mà giống như lúc của chúng tôi qua miếng điện tôi ăn mình tôi, chúng tôi ăn giống như nguyên cả chùa ăn vậy đó. Và chúng tôi cũng nói với quý vị, chúng tôi gặp một vị sư đó ăn cũng giống vậy đó, ăn giống như cả chùa ăn, mà vị đó ăn một mình thôi. Vị đó ăn rất là được. Như vậy thì thường á, mình cảm thấy mình khỏe, mình ăn sao cái tuổi trẻ đó, ví dụ mình lúc mình ăn được mình ăn, còn lúc mình ăn được thôi, chứ đâu có ai ép uổng như mình. Nhưng mà có một điều nữa trong đạo Phật á, quý vị, bệnh đó Đức Phật ngài vẫn cho mình thọ dụng vật thực để mình trị bệnh. Chứ Đức Phật không có bắt buộc mình phải hà khắc, cũng có vấn đề là không có. Đạo Phật là một cái đạo mà tự tâm mình chánh niệm tỉnh giác, mình coi mình ăn uống như thế nào là vừa chừng để mình hành thiền được, để mình không bị hôn trầm thủy miên. Nên cái điều đó là mỗi người tự ý thức và mỗi người ăn tùy theo cái độ tuổi của mình. Ví dụ mình còn trẻ mình ăn được, mình ăn được thì mình ăn. Ăn sao mình cảm thấy mà mình không có bị buồn ngủ quá mức độ. Vì mình thường thường mình ăn mà nhiều quá đó, mình sai vật thực mình dễ buồn ngủ lâu. Mình ăn sao mà mình chỉ thấy nó giống như nó sai vật thực một chút xíu thôi thì được. Và mình ăn sao mình cảm thấy mình khỏe, và ăn sao mình thấy mình hành thiền tiến bộ là được là tốt. Chứ không có bắt buộc là phải ăn lượng chừng bao nhiêu cơm, bao nhiêu canh, không phải vậy. Phật giáo không có bắt buộc mà lượng chừng với cái bao tử của mình. Mình ăn sao mình ăn sao cảm thấy mình còn uống một miếng nước nữa là nó vừa no đó. Trong lời dạy của Đức Phật là như vậy đó. Mình ăn sao mình cảm thấy giờ mình còn uống nước, rồi mình ăn thêm trái cây gì đó, mình ăn theo cái gì đó chút nữa là nó vừa no rồi. Nó vừa no được là tốt. Chứ không bắt buộc là phải ăn 2 chén, 3 chén, 4 chén hay 1 chén, không phải. Mình ăn sao mình lượng trong cái sự chánh niệm của mình đó. Mình ăn sao cảm thấy mình ăn mình khỏe, mình hành thiền được. Ăn sao mình tu tập tiến bộ. Chứ không phải là bắt buộc mình ăn kham khổ, hay là ăn ít trở lại, không có. Một ngày mình ăn một bữa, và mình bữa đó buổi sáng cũng giống như mình điểm tâm, rồi buổi trưa mình ăn thật sự là mình ăn, rồi buổi chiều mình có thể uống sữa, uống nước này kia nọ để mình có thể bảo dưỡng được cái sức khỏe của mình. Mình bệnh đó, mình vẫn được ăn buổi chiều. Đó là cái điều mà Đức Phật ngày 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 là một bậc đạo sư, ngày biết rằng những cái thọ khổ đó,
thọ khổ là những cái cảm giác đau đớn do bệnh hoạn đó. Mình ăn uống, mình làm sao để cho nó, mình uống thuốc cho nó đừng có sanh những cái chứng bệnh, và mình ăn uống như thế nào để mình có thể hài hòa cái cơ thể của mình, để mình tốt, mình khỏe, để mình hành thiền, học kinh, học sách, rồi kinh nó làm thiện pháp được. Thì đó là điều mà Đức Phật ngày muốn chúng ta có được như vậy. Thì ở trong cái câu hỏi của Ngài Hòa Thượng thì con xin chia sẻ như vậy. Bây giờ thì con xin gửi mic cho Hòa Thượng. Dạ Nam Mô Bụt Thầy, dạ Thượng Tọa Pháp Đăng đã trả lời thành thông. Nên con cung thỉnh để Đức Thầy Tri có thể cho cái câu thảo luận tiếp tục ạ. Dạ con kính cung thỉnh để Đức Thầy Tri ạ. Con nghĩ sư phụ chắc đang bận việc không có post bài lên được. Dạ con cung thỉnh để Đức Thầy Tri và con cung thỉnh chư tông đức để thảo luận tiếp tục ạ. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Như Pháp biết được tín hiệu. Nam Mô Bụt Thầy, dạ. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh của Như Pháp không ạ? Dạ. Cảm ơn Pháp Nguồn Lào Cai. Dạ con kia ân sư. Dạ cảm ơn đạo tràng. Dạ kính bạch đại đức Tây Tri, Thượng Tọa Pháp Đăng đã thảo luận câu hỏi số 2 xong rồi. Bây giờ con cung thỉnh đại đức Tây Tri cho câu hỏi lên tiếp tục ạ. Dạ bây giờ đại đức Tây Tri có nghe được không? Dạ, dạ. Dạ nghe. Dạ con thỉnh nhận mình chơi. Nhưng mà hình như là đang gián đoạn đường truyền đó cô. Dạ dạ. Dạ, kính thỉnh Ngài Hòa Thượng Nhất Đẳng thoát ra trở vô lại ạ. Dẫn tính cung thỉnh Ngài Hòa Thượng Nhất Đẳng cầm mic trở lại ạ. Dạ kính mong đạo tràng hoan hỷ chờ trong giây lát ạ. Dạ mà đường truyền của sư phụ giác sẵn bị trục trặc. Dạ quý vị có nghe được không vậy? Tên nhà sư ạ. Dạ quý vị có nghe được không? Dạ. Mà chư tôn đức và thưa quý Phật tử, chúng ta là người tu Phật cả, thì chúng ta cũng nên để ý hai điểm. Điểm thứ nhất là về cái chất liệu của tinh thần rất là quan trọng. Mình để ý khi nào mà chúng ta vui vẻ, đôi lúc chúng ta không cần ăn được,
thì cũng cảm thấy không đói. Thì cái đó nó là một phần những gì, cái gì rất vui, nhưng đồng thời chúng ta cũng hiểu rằng khi tâm của chúng ta đó mà ở trong cái tình trạng mà thực sự rất là hoan hỷ, rất là an lạc đó, thì có một ảnh hưởng tốt đến sức khỏe. Thì ngược lại, khi tâm của chúng ta sân hận, phiền não, thì thứ gì nó tạo ra những độc tố trong cơ thể. Không phải chỉ có Phật học, mà ngay cả ở trong giới y khoa ngày nay thì họ đã chứng minh được rất nhiều trường hợp là nội tâm có liên quan đến cái thân của chúng ta rất là nhiều, có một cái liên quan mật thiết giữa tâm sinh lý, chứ không thể chúng ta chỉ có thân không mà thôi. Điều thứ hai là khi một người tu học đó, thì chúng ta đặc biệt là nhớ một vài điểm mà Đức Phật dạy ngày xưa mà càng ngày nhưng lại càng hiểu nhiều hơn. Đó là Đức Phật khuyên là chúng ta nên ăn uống vào buổi sáng, và đặc biệt là những buổi tối, không ăn cả tốt buổi tối trước khi đi ngủ. Trong nhiều nền văn hóa thì bữa cơm tối là bữa cơm ngon, nhưng mà thật ra ăn cơm tối gần với cũ, bây giờ người ta thấy rằng nó không có hợp với sức khỏe nhiều lắm. Thật ra bữa cơm tối nên ít lại, thậm chí không ăn cũng được, nhưng bữa cơm sáng nhớ ăn cho tốt. Một điểm khác trong Đạo Phật là không nên ăn quá no. Dạ, ăn quá no, còn vài miếng nữa, còn 3 hay 5 miếng nữa mà no tới thì ngưng lại. Thì điều này ngày nay khoa học cũng cho chúng ta thấy được một điều là mình ăn no đó, nó dễ tạo ra cái tình trạng là thừa bữa, dư thừa calorie. Và cái đó nó đặc biệt tạo nên một cái hiện tượng, một cái chứng bệnh của thời đại là bệnh tiểu đường. Dạ, bệnh tiểu đường. Do vì đúng rồi, cái cách mà ăn mà gọi là không ăn no đó, không ăn no đó, nó là một trong những cái cách ăn tốt cho sức khỏe. Và ngày nay người ta cũng chứng minh một điều mà ngày xưa Đức Phật cũng dạy, đó là cái lượng calorie mà đem vô cơ thể nó thiếu đó, thì nó khỏe hơn là nó dư. Dạ, cái calorie intake nhiều quá không có tốt được. Tức là bây giờ người ta càng ngày họ càng khám phá ra nhiều điều mà rất giống như lời của Đức Phật dạy ngày xưa mà chúng ta học từ trong kinh điển. Bởi vì quý vị thấy rằng những người mà nghèo đó, có nhiều khi họ thiếu ăn để mà họ khỏe, họ ít bệnh hơn là cái người mà ăn quá dư, quá nhiều, quá no. Về mặt tâm lý đó, thì nếu một người ăn mà khi họ thực có quán tưởng, có quán tưởng là mình ăn để làm gì, như là trong kinh dạy về bốn cái quán tưởng đó, và rồi trong lúc chúng ta ăn, chúng ta cũng có một điểm gọi là tác ý. Tác ý là sẽ dừng lại ở bao nhiêu. Ở tại các trường thiền, người ta hay cho các thiền sinh tự múc thức ăn. Và khi các thiền sinh múc thức ăn ấy, thì nó khác với người ta ăn buffet hay là ăn bao bụng ở bên các xứ bây giờ. Đó là người ta không nghĩ ăn cho nhiều, mà người ta nghĩ là múc sao vừa đủ ăn để không có bỏ dư. Cái đó gọi là tác ý. Giống như mình đi ngủ, mình tác ý lúc thức dậy, lúc mình ăn mình múc vào trong bát hay là trong cái đĩa, mình múc sao cho nó vừa, và mình nghĩ mình ăn bao nhiêu thôi rồi không ăn nữa. Cái đó nó là một điều rất tốt, tốt cho sức khỏe và tốt cho người hành thiền. Thưa quý vị, liên quan đến chuyện ăn uống đó, thì một cái tinh thần chung của đời sống tu sĩ mà Đức Phật dạy, và điều này chúng ta nên nắm là cốt tủy, là làm sao vấn đề ăn uống nó nhẹ nhàng cho mình và cho những người hộ trì mình. Ví dụ mình ăn uống mà làm sao trở thành gánh nặng, nó khó khăn quá, thì điều đó không nên. Mặc dù nó có ngon vị thực, nhưng mà nó nhiều người rất là khó khăn trong cái đề ăn uống. Cái tinh thần gọi là dị dưỡng hay là dễ nuôi,
dễ nuôi trong là một ở trong những cái đặc tính của vị tu sĩ. Và vị tu sĩ mình, người ta nói từ bé kêu is not chooser, một vị khất sĩ á, thì không phải là cái người lựa móng này móng kia. Quý vị sống ở bên ngoài giàu có thì có tiền bạc thì mình lựa này lựa kia, nhưng một vị tu sĩ mà đúng nghĩa là tu sĩ đó là không có đòi hỏi là những người cư sĩ phải nấu món này phải nấu món kia cho mình. Cái đó nó cũng là một cái đặc điểm tương đối tốt trong đời sống ẩm thực. Thật ra thì dĩ nhiên là khi mà chúng ta nói đến cái chữ đời sống tu tập á, chúng ta nói đến cái đó, thì mình hiểu là mình nên sắp xếp như thế nào đó mà vấn đề thọ thực nó thích hợp cho cái lối sống. Ví dụ như là ở tại các chùa mình chư tăng bị, hay là chư tăng phải lao động tay chân nhiều ấy, thì thật sự suy dinh dưỡng là điều rất là hại cho sức khỏe. Nhưng mà những cái nơi mà chỉ tu rồi hành thiền ấy, thì thật ra chúng ta cũng nên ăn uống một cách vừa đủ, không có quá dư. Và chúng ta cũng phải để ý một điểm như vậy đó, là nó có một cái giai đoạn trong cái việc tu tập mà chúng ta phải vượt qua. Nếu mà mình ở một ngôi chùa bình thường, giống như là nó không phải là một trường thiền, thưa quý vị, thì hai vấn đề mà nó không có chi phối chúng ta nhiều, đó là vấn đề ăn và vấn đề ngủ. Mình sẽ thấy thức rất khuya, dậy rất sớm không sao, là mình ăn nhiều ăn ít cũng không thấy vấn đề. Nhưng mà khi mà chúng ta bước vào trong trường thiền ấy, thì nó có những giai đoạn mà chúng ta rất thèm ngủ, và có những lúc chúng ta rất thèm ăn. Cái thèm ăn và thèm ngủ này đó, nó là một cái hiện tượng tự nhiên mà bất cứ hành giả nào phải biết. Tại vì sao vậy? Tại vì mình đổi sang một lối sống về tinh thần ấy, thì thứ gì nó lại bắt chúng ta nó là tạo nên chúng ta phải đối diện với cái gọi là cái phản ứng tự nhiên của cơ thể. Cái này là một điểm rất là lạ, thưa quý vị. Lạ, ví dụ như là đời sống mình mà thiếu cái gì đó thì mình lại có cái tâm là mong cầu cái đó, là muốn cái đó. Ví dụ như là trong trường thiền nó bớt ngủ lại thì chúng ta lại thèm ngủ. Mà bình thường ở nhà chúng ta ngủ ít, chúng ta thấy có vấn đề, nhưng vào trường thiền thấy thèm ngủ. Ở trong trường thiền thì ăn uống cũng hạn chế, thì chúng ta lại thèm ăn và muốn ăn rất là nhiều. Cái này là một phần là phản ứng tâm lý, mà cũng là phần của phản ứng cơ thể. Chúng ta không chạy theo nó, chúng ta không thỏa mãn nó, nhưng mà chúng ta không có khó chịu với nó, mà chúng ta biết rằng cái bản chất tự nhiên của mình là như vậy, mình phải hiểu. Chứ nếu chúng ta không hiểu, chúng ta bực bội với chính mình lắm. Chứ đó là ngày hôm qua chúng tôi có kể quý vị nghe câu chuyện của ông Joseph Constant khi ông đi hành thiền ở trường thiền ngài Goenka đó, tự nhiên lại nó là thèm miếng bánh mì chát bơ, mà cái đó là cái rất là bình thường trong cuộc sống. Thì khi chúng ta tu tập, không có ai hiểu bản thân của chúng ta hơn chính mình, mà cũng có ai mà dặn dò chúng ta từng ly từng tí, mà mỗi chúng ta phải tự hiểu chính mình. Và khi mà chúng ta hiểu chính mình đó, thì cho dù chúng ta trải qua cái trạng thái đó, mà chúng ta trải qua mà mới có sự hiểu biết đó, nó vẫn tốt hơn là không sự hiểu biết. Chúng ta nhớ một điều là Ngài Xá Lợi Phất đó, Ngài dạy rằng người thanh tịnh mà biết mình thanh tịnh, người quế trực, quế nhiễm biết mình quế nhiễm, nó tốt hơn là cái người quế nhiễm không biết mình quế nhiễm, tốt hơn người thanh tịnh mà không biết mình thanh tịnh. Cái biết rất là quan trọng. Khi mà mình tu á, không phải là mình nói rằng mình phải trở thành một vị thánh, hay là mình tu là mình nói mình phải hoàn hảo, mình không có muốn như vậy. Nhưng mà mình tu là mình phải biết, và phải biết cái phiền não, cái không phiền não, cái xấu, cái tốt, biết từng cái trạng thái của mình. Cái này là cái rất là quan trọng. Mình không có cần là mình phải nói mình phải hoàn hảo. Bây giờ tôi tu thì chỉ uống nước lạnh thôi, hay là tôi không thèm ăn cái gì nữa. Mà vấn đề chính là khi mình có thèm ăn, mình biết mình thèm ăn, và mình biết rõ rằng đó là một giai đoạn vốn tự nhiên đến như vậy. Nói thưa quý vị, khi mà chúng ta đi học á, hay là chúng ta vào các cái trung tâm huấn nghệ, hay giống như ở trong đời sống thường thiện, nó có những cái giai đoạn khó chịu, có những giai đoạn khó thích nghi, có những giai đoạn mà mình cảm thấy khó khăn. Nhưng mà mình phải hiểu rằng
chuyện rất tự nhiên. Tại vì sao? Mình đang sống ngược lại với cái bản năng, sống ngược lại với thói quen, sống ngược lại với cái tập tính của mình. Bây giờ khi mà mình sống ngược với tập tính của mình một thời gian á, thì nó khó chịu, nhưng mà mình không có chiều chuộng cái phiền não. Ngài Chân Cha, ngài hay dùng cái thí dụ là cái con chó hoang mà nó đến nhà mình cho nó ăn á, thì nó đến hoài, phiền não nó sanh khởi, mà mình chiều theo nó riết là nó sanh khởi phiền não hoài. Cái này là một cái ví dụ rất là đáng giá đối với bất cứ hành giả tu tập nào. Thì mình nhớ một điều như vậy là mình phải biết đó, đó là phiền não đó. Tự nhiên đang ngồi chuyện, đang làm gì đó là muốn tìm cái gì ăn, hay đang cái giờ tu tập mà là tổng nhiên mình giờ này phải về mình nằm cái mình ngủ, thì những cái đó là cái mà mình nên tự biết. Không ai biết chuyện ấy, chỉ chính mình phải tự biết. Và mình phải biết rằng mình không thể ra lệnh, không thể đòi hỏi, mà mình phải hiểu rằng đó là cái bản chất rất tự nhiên. Mình biết chánh niệm và mình để ý cho nó như thế nào. Ngài có một cái kinh nghiệm về sự tu tập đó. Ngài nói là đôi khi mình tu phải thách thức với chính mình. Đang ở trong rừng như vậy tự nhiên muốn đi Bangkok. Và khi ngài muốn như vậy thì ngài nói chính ngài là đang muốn thì không có đi. Đang muốn thì không có đi. Ngài nói với chính mình. Nhưng một lúc mà tự nhiên ngài không muốn đi nữa thì nói bây giờ không muốn thì đi. Cái đâu phải làm khó người khác mà làm khó chính mình. Thì phiền não giống như vậy thưa quý vị. Chúng ta phải tìm cách xoay sở. Và chúng ta phải tìm cái học cái cách để sống với chính mình. Sống với chính mình nó khó hơn sống với người khác. Mình sống với người khác đôi khi mình dùng cái quyền, dùng cái lời nói áp đảo hay bắt buộc thế này, nhưng mà sống chính mình đôi khi nó khó lắm. Và cái người mà biết sống với chính mình đó, thì lâu ngày nó sẽ tạo nên cho chúng ta được một cái thói quen là sống có kỷ luật, sống có tự chủ, sống có tự giới. Còn nếu chúng ta không có học về điểm này á, nhiều khi mình tu cả đời mình chỉ là một sự nuông chiều chính mình thôi, mà cái phiền não nó đi theo chúng ta cho trong nhiều ngõ cách lắm thưa quý vị. Thí dụ như bình thường thì quý vị muốn là có quần áo đẹp, có xe đẹp để đi vân vân, nhưng mà rồi tới mình tu thì nó làm sao có cái tiền phòng rất là đẹp, làm sao có bằng phận rất là đẹp, làm sao có cái áo tràng rất là đẹp. Nó cũng theo chúng ta đến tận trong lúc thành thiền, và nhiều lúc mình phải ngồi nhìn lấy nó. Những sự mong muốn này nó chỉ là phiền não, những sự mong muốn này nó chỉ là sự truy cầu chán như. Và đôi khi mình tập làm lơ với nó. Dạ, chúng tôi nhớ hoài là ở chùa Watanachat họ có một cái câu để phía trước, nó là personal desires not a problem, tức là những cái ham muốn cá nhân không phải là vấn đề. Dạ, nó không phải là chuyện để giải quyết. Ham muốn kệ nó, đôi khi mình cứ gọi nó giống con nít thôi. Kệ nó, nó muốn cái chuyện của nó, nó muốn ăn, muốn ngủ, muốn này, muốn kia chuyện của nó. Và mình biết, rồi mình trở lại với công việc hành thiền của mình. Quý vị quan hệ cho chúng tôi hỏi là tại vì chúng tôi không có điều kiện để coi trong máy đó, để chiếc máy không biết là hình như thượng tọa Tự Quyền có vào trong lớp phải không quý vị hả? Nếu có thượng tọa Tự Quyền ở trước máy, xin để thỉnh thượng tọa Tự Quyền trả lời cho một câu thảo luận, rồi sau đó sẽ thỉnh sư Nguyễn Thông. Không biết thượng tọa Tự Quyền, thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa Tự Quyền nghe được giờ bất thì tôi tuyên quyền Đức Thế Tôn, bản thân của ngài là bị chánh đẳng chánh giác và bị Phật, mà có lúc á cũng có những người thuê cô bồ để chửi ngài, có những lúc có người chặn đường ngài đi khất thực, có khi ác ma xúi dục những người khiến cho những người gia chủ trong làng không có cúng dường cho ngài. Khi mà chúng ta đọc những câu chuyện đó thì tôi có nghĩ rằng liên hệ đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta, khi mà chúng ta bị những cái chứng duyên thì chúng ta có nên tập cười với chứng duyên mình không? Đức Phật mà ngài còn gặp những chuyện đó hào hứng như chúng ta thì chúng ta có nên bình tâm lại không? Xin kính thỉnh thượng tọa Tự Quyền chia sẻ một vài cảm nghĩ về chuyện này. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam
Nam mô Sanh Đại chúng được nghe rõ. Dạ, cảm ơn vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật Giáo Pháp và chúng tăng. Kính lễ đến Hòa Thượng Nhất Đẳng Pháp Đăng, Tổ Pháp Tổ Minh Hạnh, để Đức Từ Tri, để Đức Từ Đức Sư Nguyên Thông cùng chư tăng đang hiện diện. Thân chào thượng quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, kính bạch thượng tọa, quả thật thì nếu chúng ta có một cái sự tu học, hay chúng ta là một người có cái tâm đối với đạo, khi chúng ta gặp những cái nghịch cảnh mà chúng ta đau lòng, hay chúng ta đau khổ khi người khác mang tới cho mình, quả thật thì chúng ta rất là buồn. Nhưng chúng ta hãy suy nghĩ rằng đúng như vậy đó, Phật Ngài từ bi, đây mà còn Ngài bị mà. Từ xưa nó có câu tức là từ bi, hay chữ từ bi Phật còn bị nạn, huống chi là những người tu cũng phải bị nạn thôi. Thì bị nạn ở đây, cái nạn nó có hai cái nạn. Cái nạn của mình đó thì nó nặng nề hơn, còn quả thật cái nạn của Phật thì nó như là một cái nghịch duyên cản trở vậy thôi, chứ còn không có ai có thể mà làm cho Ngài có thể xây làm cho Ngài đến nỗi mà đau khổ hay là nó tổn thương nó chính Ngài được. Nhưng Ngài cũng bị những cái chúng ta thấy cũng như là nó cũng bị cái trái ý nghịch lòng. Dĩ nhiên Ngài không có nghịch cái lòng của Ngài, Ngài cũng có trái ý của Ngài. Tất cả tâm của Phật là bình thản như nhiên với tất cả mọi người, không động không sầu với nghịch cảnh. Còn tâm phàm phu của chúng ta cũng nên suy nghĩ, chính vì có tinh thần đó cho nên một người đại phước, đại duyên, đại lực, đại từ như thế. Thì câu này Đức Phật cũng trả lời với ác ma: xưa và nay, này ác ma, không bao giờ có ai trên cuộc đời này mà được khen mà không bị chê. Cho nên trên cuộc đời này chưa bao giờ có ai mà được khen mà không bị chê, là không có tìm ở cuộc đời này được. Cho nên này ác ma, Như Lai rất là bình thường, rất là thoải mái, không có chuyện gì làm cho Như Lai có thể suy chuyển được. Thì câu nói này để nói cho chính chúng ta thấy, những cái mà chúng ta chịu đựng đó, chúng ta biết suy nghĩ đến cái nghiệp riêng của mình, suy nghĩ đến một cái nhân quả của mình đã tác tạo, không có chuyện gì mà tự động tự nhiên mà nó tới. Chúng ta cho là bởi vì ngu si cho nên chúng ta cho rằng tự nhiên tôi không chọc ghẹo mà lại là hại tôi. Một viên đạn lạc, một cái vô tình mà chúng ta chết, thì chúng ta nói cái tự nhiên vô duyên cái nó chết, là chúng ta phủ nhận bằng một cách ngu si, bằng một cách tức là tự động như vậy. Nhưng tất cả nó đều có một cái duyên nghiệp hết. Tuổi thọ của chúng ta lúc đó đến lúc đó nó hết, và chúng ta cũng gặp một cái nghịch duyên, ta cũng đã tạo tác từ tiền thân, lúc đó phải chết. Mà chúng ta thấy chẳng hạn như người ta vung đao, người ta vung vũ khí lên, thay vì người ta sát thương cái người đối diện đó, nhưng thì tự nhiên chúng ta ở đâu chúng ta chạy vào chúng ta can, và để chúng ta phải lãnh một cái nạn đó. Thì chúng ta cho rằng ý tốt, ý niệm tốt của chúng ta, ý niệm tốt của chúng ta đúng không? Đúng. Những điều mà chúng ta đâu có biết rằng là cái nghiệp của chúng ta lúc đó nó cũng tới, cái thọ mạng của chúng ta nó chấm dứt, và cái chuyện này nó đã xảy ra như vậy rồi. Nó là nhiều ở trường hợp, tức là cái người tốt có cái tâm tốt nhưng điều họ bị nạn. Thì kính thưa quý vị, đó chính là chúng ta hiểu được như vậy thì nó không sao, nhưng nếu chúng ta không hiểu được thì chúng ta rất là đau đớn. Tại sao mà mình làm nhiều cái việc lành mà mình lại bị những cái quả đau khổ? Sự thật ra mình làm có bao nhiêu lành đâu. Mình cứ cho rằng mình làm việc lành, nhưng thích nghĩ lại đó, mình làm được bao nhiêu việc, không có bao nhiêu. Như điều mà quá khứ chúng ta tạo, không có bao nhiêu chuyện ác mà chúng ta không suy nghĩ. Ngay hiện này giữa cái thiện cái ác luôn. Sự thật ra nếu mà xét suy, nó có bao nhiêu, hiểm lắm. Vậy như vậy điều mà chúng ta cũng vẫn là tự cho mình là hay,
tự cho mình là như thế này thế nọ, tự cho mình là đúng, tự cho mình là không có cái này không có cái nọ, thì quả thực thì chúng kém trí tuệ. Cho nên chúng ta suy nghĩ như vậy, cho nên chúng ta cũng nên tập suy nghĩ mà chính Phật Ngài còn bị những cái nạn, hay là người mà chúng ta thấy các bậc tu hành mà coi như đạo cao đức trọng, cho nên các vị thánh, đến các vị lớn hơn nữa, các vị thánh tứ quả, mà các ngài còn bị những cái nghiệp khủng khiếp nó xảy tới, chứ đừng nói chi chúng ta. Chúng ta suy nghĩ như vậy thì tự nhiên nó cũng là một trong những cái mà chúng ta không có bị thối thất, và một trong những cái mà chúng ta không có bị chúng ta dễ rơi vào một cái sự hoài nghi, hay là một dễ rơi vào một cái tuyệt vọng. Bởi vì ở cuộc đời này không có nên xem thường người, không có nên hại người. Chưa biết được ai hơn ai đâu, chưa biết được ngày sau sẽ ra sao. Bây giờ mình cao hơn người ta, mình có quyền hơn người ta, mình có thế người ta, mình có tiền hơn người ta, mình hay hơn người ta, nhưng đều hãy đợi đấy, chưa biết ai hơn ai. Đến khi nào hết thở rồi, khi đó mới biết. Nhưng quả thật cũng chưa hết. Ở trong cuộc đời này mình hơn kiếp này, nhưng kiếp sau chưa chắc mình hơn được người ta nữa. Chỉ may mắn là kiếp này mình được quá đầy đủ, quá tốt đẹp. Nhưng điều kiếp sau, ngay kiếp này họ đang bị trả quả như vậy, nhưng nhiều khi đó là các vị Bồ Tát đó. Đó là các vị Bồ Tát. Cho nên chúng ta đừng bao giờ mà bị một cái chướng nghiệp. Bây giờ người ta mang một cái thân nghiệp, chứ mang một cái thân phận như vậy, mang cái hoàn cảnh như vậy, mà chúng ta coi chừng, chúng ta xem thường, chúng ta diễn vã, chưa biết ngày sau chính những cái hành động đó nó trở lại chính ta. Thì đây chính là một người biết suy nghĩ xa hơn nữa. Ở kiếp lai sinh mà nhờ như vậy, cho nên hà đau lưu tình, biết mà vượt qua, biết mà để vượt qua được. Tạm gọi cũng như là nói hạ đau lưu tình, có nghĩa rằng thôi còn cái gì đó cũng phải giữ lại. Và cái điều này, đây là người mà hiểu biết về Phật Pháp, hiểu biết về nhân quả. Theo cái tâm sân si phàm phu của mình, hơn thua hoặc bực bội chút xíu, nhưng chúng ta biết đạp thắng lại liền, chúng ta giảm lại, thì đó chính là chúng ta nên phải có một cái tâm để tu tập. Thì đó chính là lưu lại cái sự tu tập được tốt đẹp. Và chính người cao hơn ta, người giỏi hơn ta, người hay hơn ta, Phật kia, còn bị những cái nghịch cảnh nó xảy tới, chứ đừng nói chi là chúng ta. Như vậy cho nên nhờ như vậy mà chúng ta vượt qua được những cái khổ nạn ở trong cuộc đời mình, mà cái điều mà mình không muốn mà nó lại xảy tới. Thì kính bạch hòa thượng, đây chính là những gì mà con suy nghĩ và con trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì cứ kính công thỉnh hòa thượng. Nam mô Bụt Thầy. Kính thưa sư tổ, tôi quyền với câu thảo luận vừa rồi. Xin Nguyên Thông sư Quang Hỷ chia sẻ một vài cảm nhận là chúng ta được biết là Ma Vương cũng sẽ trở thành một vị chánh đẳng chánh giác trong tương lai. Ngay cả Devatatta thì theo Đề Bà Đạt Đa đó, cũng sẽ trở thành vị độc giác Phật trong tương lai. Và chúng ta cũng hiểu rằng những vị này là cũng có cái quan trái với Đức Thế Tôn của chúng ta trong cái thời gian ở trong quá khứ. Ở trong kiếp này thì nếu chúng ta đọc vào trong kinh thì Ba Vương đi theo Đức Thế Tôn gia dẫn cho đến khi mà Ngài viên tịch thôi. Ở đây khi biết rằng có những cái chúng sanh mà quan trái mà theo mình hoài, mà mình nghĩ rằng người đó phải là người xấu đó, nhưng mà rồi ở trong tương lai họ sẽ chắc việc sẽ thành Phật, mà Phật không phải là Phật nữa, thì cái cảm nhận của chúng ta ra sao? Xin thỉnh sư Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư phụ, tất cả những cái sự việc mà chúng ta thấy bằng mắt của chúng ta trên trần gian này đã, thưa sư phụ, người mà có học và người đã nhuần nhuyễn trong Phật Pháp thì chúng ta thấy rằng tất cả những sự đó không phải là cái ngẫu nhiên, nó không phải, nó là cái nhiệm vụ
Thí dụ như là ma mà nó phấy quấy phá Phật đó, là cũng để cho Phật thể hiện những điều gì đó mà cho chúng ta học. Và tất cả những cái điều đó mà là nhiệm vụ của ma vương, nó phải làm như vậy. Bởi vì nếu mà nó làm như vậy mà nó sai lầm, thì tại sao sau này nó lại thành Phật? Thành ra cũng như những sự việc mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta mà trong tiền kiếp là gặp Đề Bà Đạt Đa, mà Đề Bà Đạt Đa lúc nào cũng phấy quấy phá, mà Đức Phật thì chỉ làm những chuyện bình thường. Thí dụ như là đi vô mua vàng bạc của một cái bà nào đó, mà Ngài Đề Bà Đạt Đa biết điều đó là giá trị, mà là rẻ rề, rồi bà đã không bán. Rồi khi Đức Phật đến thì Đức Phật biết cái giá trị như vậy, mà Đức Phật đã mua cái giá cái món đồ đó bằng cái chân giá trị của nó. Thì cái điều đó chúng ta thấy rằng giữa cái tư cách của hai người, thì một người là lương thiện và một người mà gian xảo, thì đó, những điều đó mà dạy cho chúng ta một cái bài học. Thì kính thưa sư phụ, là cái may mắn cho chúng ta, cũng con phải nói thế này, tất cả chúng ta trong đạo tràng này rất ư là may mắn, là vì cái giáo pháp mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng dạy chúng ta đó, mà tiếng Pali gọi là Dhamma. Dhamma sự thật là cái chân lý tuyệt đối. Trong cái chân lý đó là nó chỉ rõ cho có tất cả những cái nhân quả, nó truyền níu, truyền chéo với nhau, mà chúng ta là cái người hậu nhân mà đã đến giờ này trên 2566 năm qua, mà đến bây giờ chúng ta còn được đầy đủ tam tạng kinh điển và những bài học mà chúng ta có cái duyên để được nghe chư tăng đã thuật lại những lời dạy mà Đức Phật đã giáo hóa chúng ta trên 25 thế kỷ nay. Thì đó là một cái phước báo của chúng ta. Và chúng ta càng tôn trọng Pháp, càng kính lễ Pháp và tôn trọng Tam Bảo, kính lễ Phật, kính lễ Pháp, kính lễ Tăng, thì tất cả những cái đó là nó có sẵn như vậy để mà chúng ta thực hành những cái hạnh mà chúng ta muốn đi theo Phật, mà đi kính lễ Pháp, kính lễ Tăng, để mà một ngày đẹp trời nào đó trong vô lượng kiếp về sau chúng ta có thể đắc thiền và đắc quả. Đó là cái, con nghĩ rằng đó là cái mơ ước của tất cả những người có mặt trong đạo tràng này. Kính thưa sư phụ, vì vậy với câu thảo luận số 4 hỏi rằng chúng ta thường có thái độ thương ghét đối với những người mình cho là tốt hay xấu, nhưng đối với những người hiện tại xấu nhưng sau này là tốt, thì chúng ta nghĩ thế nào? Kính thưa sư phụ, cái điều đó là những cái điều mà sư phụ để đưa ra hỏi này để mà chúng ta tư duy, để biết rằng chúng ta nên có một cái giữ trong tâm một cái tâm trạng là đối với các pháp mà Đức Phật giảng dạy rằng khi xúc chạm việc đời, tâm không động, không sầu, tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. Thì chúng ta trên trần gian này không có cái gì mà tốt hơn cho chúng ta để nghe, lắng nghe lời kinh và học và tập theo lời kinh. Con còn nhớ lại khi mà Ngài sắp Niết Bàn thì Ngài giảng dạy chư tăng, các con hãy tinh tấn tu hành. Ngài nói rõ ràng là một cách cúng dường Như Lai tôn, một cách cao quý nhất, tôn trọng nhất, là không phải là đem đô la hay euro hay là nhiều nải chuối, nhiều trái xoài kính dâng lên Đức Phật. Và Ngài nói rằng một cách tôn trọng, cung kính Ngài tuyệt đối mà cao quý nhất chính là làm theo lời Ngài giảng dạy. Khi mà con với sư phụ đã gặp nhau rồi đi trên xe thì sư phụ với đã giảng dạy con rất nhiều điều. Thì trong này có những cái câu là làm theo lời mà Đức Phật đã giảng dạy, đó là một cái cúng dường rất là cao thượng đối với ta, đối với là Đức Phật. Và làm theo lời Ngài giảng dạy thì chính là chúng ta sẽ hưởng là cái quả báo của những cái thiện sự mà chúng ta đã làm. Vì vậy cho nên trên trần gian này không có cái gì quý báu hơn cho chúng ta là nghe lời Phật dạy hàng ngày và làm theo lời Phật dạy. Cho nên làm theo lời Phật dạy là cái mà khôn ngoan nhất và quý báu nhất mà chúng ta nên làm. Kính thưa sư phụ, là con
góp ý cho câu thảo luận số 4 là chúng ta thường có thái độ thương ghét người đời mà mình cho là tốt hay là xấu, nhưng đối với những người mà hiện tại xấu nhưng sau này thì tốt thì chúng ta sẽ nghĩ sao, và đối với cái điều đó thì chúng ta phải thêm theo lời Phật dạy là khi xúc chạm việc đời, tâm không động không sầu, tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. Kính thưa sư phụ, đó là câu giải đáp cho con. Con xin thỉnh mời sư phụ trở lại mic để giảng giải thêm những điều mà con nói chưa đúng chưa phải, và xin chân thành tri ân chư vị lên lắng tai nghe. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mic. Sa thú, kính thưa sư vị thông, thưa chị, thật ra trong đời sống này đó, nếu mà chúng ta sống gọi là khôn ngoan mà gọi là hơn thua với người ngoài đó, thì là chúng ta thấy như vậy chứ nó không hẳn là khôn ngoan đâu. Cái khôn ngoan làm sao mà chúng ta sống đối diện với chính bản thân của mình, đừng để cho mình vướng vấp phiền não, đừng để cho mình tạo cái ác nghiệp, đó là mình thực sự khôn ngoan. Còn cái người thế gian mà nghĩ rằng mình ăn miếng trả miếng, hay là mình có thể không thua thiệt với ai, mình khôn hơn ai, mình có thể lấn được ai, cái đó thực sự nó cũng không có khôn ngoan gì đâu. Nói theo Phật pháp thì chúng tôi nhớ có một câu chuyện là ngày Tăng Bô Lu, lúc chúng tôi ở với ngài đó, thời gian ngắn, ngài là thầy tế độ chúng tôi, ngài nói rằng mình nói cho nhiều chứ mình sống với cuộc đời mà bằng tâm từ tâm bi tập thiện tâm xã là đủ rồi, và sống với bản thân mà thường xuyên quan sát vô thường khổ đau vô ngã cũng đủ rồi. Và thật ra lúc mà ngài nói như vậy thì mình nghe nó đơn giản quá, nhưng mà chính ra đó là một người Phật tử mà hiểu Phật pháp ấy, thì mình lo chuyện của mình, chuyện mình lo không hết được, lo chuyện thiên hạ. Đôi khi chúng ta hay phê phán, chúng ta hay nghĩ người này tốt người kia xấu, hay nghĩ chuyện thế sự này nọ, nhưng mà thật ra mình biết chuyện thiên hạ mà không biết chuyện bản thân mình cũng là một điều rất là đáng buồn. Nói chung là cái con đường mà Đức Phật và các bậc thánh đã đi là con đường sống với nội tâm, và nội tâm đó càng thanh tịnh, càng nhẹ nhàng, càng an trú trong định và niệm thì đều an lạc. Và với những điều này thì chúng ta có thể có cái định hướng rõ ràng cho đời sống của mình. Chúng tôi xin kết thúc chương trình hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính tri ân chư Tôn Đức đã vào rừng để giảng dạy. Đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Ngày mai này, thưa quý vị, chúng ta sẽ có thắng pháp phổ thông, và chúng tôi là vị giảng sư. Lúc này đó thì Hòa Thượng Tuệ Siêu đã đổi sang ngày thứ 6, chúng tôi lại là ngày thứ 5. Ngày thứ 5 chúng tôi giảng môn thắng pháp phổ thông là một môn mới. Và tuần này, ngày thứ 6 sẽ là chúng ta khai giảng lớp học Phật Pháp qua Kinh Pháp Cú, cũng là một giáo trình mới. Không biết tại sao mà đưa đẩy rồi rốt cuộc thì chúng ta lại có hai cái giáo trình lại khởi giảng.